buồm, ở đây những bạn nào dạy cánh buồm rồi, hoặc là cái phần của giáo sư Hồ Ngọc Đại ấy. Giáo sư Hồ Ngọc Đại là phương pháp kiến tạo. Mà các bạn biết kiến tạo là gì? Kiến tạo là nó đưa cái này này, nó đưa cái thực hành, sau nó cho con nít chơi trên nền tảng thực hành, chơi trên mấy cái tam giác xanh đỏ, chơi trên những cái khối hộp Rubik, chơi với nhau. Nó chơi một hồi để làm gì? Để nó đẩy sang học trò nó tư duy được. Nó phát hiện ra là mỗi khối này nó ứng với một từ. Hôm nay con đến trường có 5 từ. Thì nó lấy 5 khối hộp ra, nó để kịch 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 lên trên bàn. Nó lên trên bàn. Vậy là lúc này con nít nó đang học hay đang chơi? Theo các bạn, cái đứa lớp 1 nó hiểu là đang học hay đang chơi? Đang chơi. Đang chơi với 5 khối hộp. Vậy theo các bạn, ngày nào đến trường cũng được đi chơi như thế thì nó vui không? Học đối với nó là cực hình ấy, học là cái gì đó rất là hấp dẫn. Hấp dẫn. Vậy mà phụ huynh không hiểu, ném đá thầy Hồ Ngọc Đại chết luôn. Lớp 1 nó chỉ cần thế thôi, vì tuổi nó còn rất nhỏ, mới 6 tuổi. Nhưng lên lớp 2 nó lại hiểu sâu hơn. Lớp 2 thầy bắt đầu cho nó hiểu nghĩa cái câu đó là gì. Lớp 1 nó không cần hiểu nghĩa, nó chỉ cần biết đọc một câu, hôm nay con đến trường, thì nó để được 5 cái hộp ra. Nó chơi với 5 cái hộp đó thì là được. Xong nó cất một cái hộp cuối cùng đi, thì nó lại đọc được hôm nay con đến, dừng lại, thế thành công rồi. Nó chỉ cần bấy nhiêu thôi mà nó chơi với bấy nhiêu. Đấy có phải nó đang phân tích và nó tách lớp không? Nhưng chưa cần nó hiểu. Lên đến lớp 2 sẽ làm cho nó hiểu cái câu này nó nghĩa gì. Lên đến lớp 3 nó sẽ tự tạo ra cái câu đấy. Lớp 3 nó mới tự tạo. Lên đến lớp 4 nó sẽ làm thơ trên những câu đấy. Lên đến lớp 5 nó sẽ làm luận văn trên những câu đấy. Khác không? Chúng ta đi lên đến đại học mới làm luận văn. Dạy theo cách của cánh buồm hay kiểu giáo sư Hồ Ngọc Đại. Của cánh buồm là của thầy Phạm Toàn. Thầy Phạm Toàn và thầy Hồ Ngọc Đại là chung một đề tài. Là lên lớp 5 nó được làm bài tiểu luận. Nó tự viết một bài tiểu luận dài 2-3 trang A4 là bình thường. Con hãy miêu tả vườn rau nhà con, nó viết cả trang. Đúng vườn rau nhà nó, không phải vườn rau nhà hàng xóm. Không có ba rem gì ở đây cả. Các bạn thấy hay không? Hay như gì nữa. Vậy mà chúng ta không hiểu, chúng ta ném đá cho giáo sư chết luôn. May giáo sư già rồi, nhưng giáo sư không sợ chết. Trường Tuệ Đức này ngày xưa cách đây hơn 4 năm cũng bị ném đá nhiều lần nhưng mà không đâu. Khi mà thành lập ra cái trường Tuệ Đức mà dám lấy triết lý là đạo đức trí tuệ nghị lực, đặc biệt cái chữ đạo đức đi lên đằng đầu, là các bạn biết 99% phản đối, các bạn tin không? Kể cả những giáo viên rất tâm huyết với giáo dục cũng phản đối luôn, bảo không thể đưa đạo đức vô được, vì cả Việt Nam không trường nào đưa được. Tôi không tin các anh chị đưa được. Cả xã hội nó không cổ suý cho đạo đức, các anh chị cổ suý cho đạo đức thì không ai gửi con đến học. Thì đấy mới chỉ là cái khó khăn ban đầu thôi. Xong đến khi các con đến học, có nhiều người tụ về rồi, thì đến cái giai đoạn mà đưa cái cột nghị lực vào các bạn. Bà xã tôi sau khi làm xong được trường 1 năm, đặt hàng tôi là em đặt anh một cái khu rèn luyện trò chơi cho các con. Thế là tôi bảo nếu mà đặt hàng anh á, thì vui lòng là không làm cái gì hết trong 7 ngày Tết, từ 28 cho đến ngày mùng 5, 28 âm lịch cho đến ngày mùng 5, là vui lòng không gọi anh làm được gì hết, để anh tự giác làm. Tức là cần cái gì nhờ, còn không thôi cố gắng mình nhờ. Tôi đóng cửa tôi ở trong phòng 7 ngày. Tôi xem toàn bộ video clip của quân đội nó huấn luyện như thế nào. Tôi mới hạ cấp nó xuống thành khu trò chơi ở quận 2. Khu trò chơi đó làm mất 6 tháng. Vì vừa làm là thằng mùi sơ voi mà. Làm xong được cái dàn móng rồi, tôi phải đi nước ngoài. Làm việc gì 15 ngày nước ngoài tôi không nhớ. Đi nước ngoài nhận được một cái email là nguyên cái hội đồng cùng với ban giám hiệu của trường Tuệ Đức đề nghị dừng công trình, không triển khai nữa vì không biết nó là cái gì. Tại sao làm trò chơi cho mấy đứa nhỏ mà sao phải đào móng đến 2 mét? Nguy hiểm. Dừng. Tôi về tôi nói nếu tin anh cứ để anh làm. Mọi người không hiểu được đâu. Mọi người cứ nghĩ trò chơi con nít là mấy cái thấp thấp á, mấy cái xe đẩy đạp đà có lùn lùn xong xanh xanh đỏ đỏ nhún nhún thế là hết. Trời, rèn nghị lực nó không có như thế. Rèn như thế là rèn gà công nghiệp, còn đây mình rèn đại bàng, hai khái niệm nó khác nhau. Thế là tôi làm tiếp được khoảng 3 tháng sau, nó bắt đầu nó lên cao dần, nó lên cao dần. Thì
Đến khi mà tôi làm lên cao mà chưa có lắp các trò chơi vô, mới là nguyên cái dàn cột lên cao 7 mét rưỡi rồi. Thì tôi lại có điều kiện tôi đi nước ngoài, chẳng biết làm được gì, tôi không nhớ lâu rồi. Lại nhận được cái email là hội đồng lại họp lại quyết định dừng. Vì không hiểu tại sao mấy đứa nhỏ lại phải chơi cái trò lên đến 7 mét rưỡi. Thế là lại dừng lại. Về tôi lại quất cho lần nữa, tôi bảo cứ để đây anh làm sắp xong rồi, làm được gian nữa rồi. Giờ chỉ còn ráp trò chơi vô thôi. Vì các bạn biết trò chơi ở Việt Nam không có công cụ dụng cụ. Dây thừng mà ráp lại với nhau phải đi thắt nút. Ở nước ngoài nó có sẵn những cái bộ nút nó ghim vô, cực cực là xong. Nên làm rất là cực. Phải đi đặt riêng rồi phải đi đủ thứ trò ấy. Thế là sau khi làm cái dàn đó xong chơi là bà con khoái lắm chơi. Ban đầu sợ lắm mà lỡ chết làm sao. Rèn nghị lực, chết thì chôn, thế thôi. Đi lính nhưng mà sợ chết thì là được. Rèn đại bàng không phải là rèn chim sẻ đâu. Thế thôi. Nhưng các bạn thấy đến là cái trường quận 2 á, là có một cái lưới nó bọc cái trò chơi cao nhất lại. Ngày xưa tôi không có bọc đâu. Tôi không có bọc, tôi để các con trèo tự do đấy. Thế là vì sao phụ huynh với cả giáo viên sợ quá bọc nó lại. Cái thời mà tôi còn điều hành là tôi cho trèo tự do. Vì sao người khác lên điều hành là bít lại hết đó. Bít lại hết. Các thầy cô thời gian đó là một tháng phải có một ngày rèn nghị lực. Là có hai cô phải bị đi bệnh viện. Không phải ngã từ trên độ cao đâu, ngã từ cái bàn nhảy từ cái bàn này xuống đất mà còn đi bệnh viện. Mông nó xuống trước, xương cụt xuống trước, thế là đi bệnh viện thôi. Mà nhảy ở sân cỏ nhá, thế nằm viện cũng mất mấy ngày. Yếu như thế, hỏi làm sao? Cái nghị lực của mình yếu như thế, trao truyền cho con nghị lực kiểu gì? Nghị lực mình không có, đố dạy các con nghị lực được. Trong lòng mình nhát sợ, mình chỉ trao cho con sự nhát sợ thôi. Chúng ta là gà công nghiệp, chúng ta sẽ dạy con theo kiểu gà công nghiệp. Mà các bạn ấy, bây giờ các bạn xuống quận 2 thấy trò chơi nó tầm thường so với khu quận 12 này, thấy không? Khu trò chơi này nó còn gấu hơn, nó xuống đây nó còn nhiều trò gấu hơn, vì trường đấy nó rộng hơn. Nên lát nữa các bạn có điều kiện nhé, nhớ ăn xong xuống chơi, chơi chết là được đem chung. Nên để làm cái trường theo cái mô hình này nó không đơn giản như các bạn nghĩ. Các bạn phải có máu liều. Các bạn phải hiểu rất kỹ triết lý. Và các bạn phải có máu liều nữa. Các bạn phải dám đương đầu. Có một cái kỳ là phòng giáo dục xuống kiểm tra quận 2. Xong sở cũng xuống và phòng quận 2 cũng xuống và sở cũng xuống. Sở thành phố Hồ Chí Minh xuống nguyên đoàn đâu 7-8 người tôi chẳng nhớ. Xuống kiểm tra cái trường quận 2 thì ở trường quận 2 nó có một cái dãy xây để cho các con rửa chén, rửa bát. Thì cái dãy đó nó dài khoảng 10 mét, chia làm đôi 5 mét là một luồng, 5 mét kia là một luồng. Các con tự ăn, ăn xong rồi, ăn xong hết rồi các con tự đến nó rửa bát. Đi hết cái luồng đó là rửa xanh xong. Thế là nhóm họ đến họ kiểm tra, họ chụp hình cái đó lên và họ nói là không nằm trong quy định của nhà nước, yêu cầu đập cái dãy đó đi. Cái dãy mà để cho các con tự ăn tự rửa các bạn, yêu cầu đập đi. Vì trường có bảo mẫu thì việc rửa bát là việc của bảo mẫu. Các bạn thấy nó ghê không? Hiệu trưởng mà xanh máu mặt ấy, hiệu trưởng chưa ra ngoài làm ăn thì phải nhát là đúng rồi. Còn tôi với bà xã tôi thì đi làm ăn thì đâu có bị nữa, đi làm ăn thì công an rồi thuế vụ rồi hải quan nó dập quanh năm ngày tháng, cái gì đó quen rồi. Thế là mình mới nói cô cứ việc ký thoải mái, còn đập thì từ từ tính xem có nên đập hay không. Vì nếu người ta lập biên bản, mình chụp hình đăng Facebook, coi chừng mình nổi tiếng rất nhanh, marketing rất tốt. Mình làm một việc tốt họ cấm, chứ cho đăng báo cứ cho lập biên bản thoải mái. Rồi cuối cùng họ không lập biên bản, họ lại lập biên bản sang cái lỗi khác, cái đó họ lờ đi, họ không dám, họ lờ đi. Nên bây giờ cái bục đó các bạn đến trường quận 2 nó vẫn còn, các con vẫn đang rửa bát mỗi ngày ở đấy. Ở bên Nhật là 3 tuổi đã phải tự ăn, 3 tuổi đã phải tự lau dọn cái chỗ nó làm việc đã phải đi dọn toilet rồi, 3 tuổi chồng bông lên đi dọn toilet rồi. Mà mình cho nó rửa bát không mà đã bị kiện rồi, các bạn thấy chưa? Nên tôi phát hiện ra một điều là những người ở đây là mình nói hơi có thể hơi không được vừa lòng một số người tí, nhưng phải nói sự thật.
những người nào làm trong ngành giáo dục lâu quá tự động nó bị nhát đi. Vì ngành giáo dục nó hình như có vẻ nó an toàn, có nó sinh như nhát đó. Còn vì may mắn mình với bà xã mình làm trong kinh doanh lăn lộn ra ngoài đời nhiều, 4 năm doanh nghiệp mới đến mảng giáo dục, nên nó quen liều rồi. Quen liều rồi đâm ra cả làm thấy nó bình thường. Mình thấy ồ cái này hợp lý cho các con là làm rồi, chả cần thắc mắc gì cả. Đó. Nha. Nên các bạn để ý những cái kiến tạo này rất hay. Kiến tạo là các bạn đưa đời sống vào trong tiết học. Đưa được đời sống vào trong tiết học là kiến tạo. Có phải là đưa một cái cục xanh xanh đỏ đỏ là một cái trò chơi mà đứa con nít nào cũng thích không? Chui được vô trong tiết học có phải là tiết học hứng thú không? Các bạn ngồi đây đâu có xanh xanh đỏ đỏ để chơi đâu, ngáp hết rồi thấy chưa? Có cục xanh xanh đỏ đỏ để chia nhóm chơi là các bạn hứng thú lên liền. Người lớn còn thế, muốn chỉ có nít. Nên nếu mà nói về kiến tạo thì phải có anh Minh. Anh Minh đang ngồi đây, anh Minh đứng lên cho mọi người ngắm ngả. Anh Minh là chuyên gia về kiến tạo. Đó. Thì để học về kiến tạo thì về mặt cơ bản là các bạn học 3 ngày 3 đêm. Cơ bản, còn học kỹ thì là 30 ngày. Liên tục. Các bạn nào học Montessori rồi đúng không? Để lấy bằng giáo viên của Montessori là 30 ngày liên tục. Còn để làm trợ tá giáo viên là 7 ngày 7 đêm liên tục. Mới làm trợ tá. Mà Montessori cũng là kiến tạo. Nên các bạn mà muốn học kiến tạo thực sự nghiêm túc á, là phải mất 30 ngày đó. Nên thì xem các bạn có thích cái này không. Rất hay đấy, kiến tạo hay lắm. Vì kiến tạo nó phát triển cái đứa trẻ trên nền tảng của văn tư tu cùng một lúc. Còn các cái kiểu khác là nó đi bị lệch. Các bạn ngồi đây là bị lệch vì văn rất nhiều đúng không? Tư và tu rất ít. Bài tập tôi cho có tí xíu. Bài tập các bạn phải 100% làm, 100% thảo luận thì tư mới vận hành. Còn tu là các bạn đâu có mang vô đời sống được đâu. Các bạn về nhà làm nào tôi đâu kiểm tra được. Nên kiến tạo nó giải được cái bài toán này. Học về ông Phạm Ngũ Lão ứng ra làm quan thì nó cho nguyên lớp lên đóng kịch. Đứa này làm Phạm Ngũ Lão, đứa kia làm lính và đứa kia làm Trần Hưng Đạo đoàn quân như nào và cầm giáo đâm con đùi như nào, đứa kia lăn quay ra đất như nào, đóng y chang. Một tiết học nó chỉ đóng một tích truyện đó thôi. Tích truyện kể có 5 phút nhưng 40 phút nó đi đóng kịch, hì hụi cả lớp nó đi đóng kịch. Theo các bạn, cái tiết học đó chui vào đầu cái đứa trẻ đến chết không? Đến chết nó vẫn kể lại được cái tích truyện đó. Còn cách học cũ là cô đọc cho nó cái tích truyện cho nó chép, xong kiểm tra một tiết, nó chép lại cái bài đó cho nó đúng là nó 10 điểm. Xin thưa, ra khỏi tiết kiểm tra nó quên. Nhớ đó. Nên kiến tạo hay nha. Các bạn có điều kiện thì nên tìm hiểu thêm. Trên thế giới có một cái trường nó dạy toàn bộ theo tiến trình của văn tư tu. Đó là trường West Point của Mỹ. Đây là trường đại học mà số 1 thế giới không được xếp hạng. Đây là trường duy nhất trên thế giới không xếp hạng. Tất cả những trường top trên thế giới đều nằm dưới trường này. Sinh viên của trường này rớt thì Harvard, MIT, Stanford đứng ra xếp hạng nhận mày vô trường tao đi. Thay vì các bạn cố gắng vào trường Harvard, các bạn cứ cho con vào West Point là đủ. Nếu mà nó rớt West Point là mấy thằng kia nhận vậy thôi. Trường này nó rộng 65 km², một năm nó nhận 1.300 học sinh. Mỗi một năm nó loại ra 300, nên sau 4 năm nó còn 900. Một khóa nhận 1.300 mà đến khi ra trường còn 900, tức là cứ một năm nó loại ra 100 em, coi như là loại ra 10%. Các bạn bị áp lực không? Cái hội trường này này ngồi đây đúng 4 năm sau còn có 70% hội trường, còn những người nào học tốt đến đâu vẫn cứ bị loại, cứ nằm ở xuống dưới đáy là bị loại. 10 đứa xếp hạng, 3 đứa dưới cùng cắt loại. Mỗi một năm nó cắt một lần như thế, 10% nó cắt. Nên áp lực cực kỳ lớn. Và sinh viên của trường này nó có đặc thù này. Nó được thông báo trước, giáo viên và giám thị của trường có trách nhiệm làm cho anh muốn nghỉ học. Và trách nhiệm của anh phải chứng minh được là anh là người trụ lại được trường là anh thắng. Anh trụ vô trường mà anh chứng minh được là tôi trụ lại được 4 năm. Còn giáo viên và giám thị nó chỉ có nhiệm vụ gài cho anh làm sao để anh chán cái trường là anh nộp đơn anh nghỉ học. Nên nó sinh ra rất nhiều đại bà, đủ gấu lắm trường này. Nó dạy lý thuyết rất ít, 2 giờ mỗi ngày các bạn. Còn đâu là nó đẩy sang tư và tu toàn bộ. Lý thuyết dạy có tí, tư và tu.
và nó học 12 giờ cho đến 16 giờ mỗi ngày. Thực hành mà, rèn luyện quân đội mà. Thế nên nó ra biển, ra sông, ra núi, tất cả quân đội cực hạn, cực hình của những biệt đội, những cái đội mà kiểu như đội đặc nhiệm như thế nào thì trường này nó y thế, chả khác. Sinh viên vào trường 5 phút đầu tiên mà nó kiểm tra hồ sơ xong, nó lùa vô cái phòng, 5 phút sau bước ra đầu thằng nào nấy, thằng nấy chọc lốc giống nhau hết. Việc đầu tiên là đầu phải chọc cái đã, để cho khỏi phải tốn xà phòng, khỏi phải chải đầu, khỏi phải làm dáng đẹp, đồng phục là giống nhau hết. 2 giờ sáng nó gọi các bạn dậy, đi vô trong ký túc xá đang ngủ đúng không, thấy thằng nào ngủ mà hơi co người tí hoặc hơi há mồm tí, nó nghi thằng này đang nằm mơ cái gì, nó gọi dậy. Nó gọi dậy, nó hỏi Trần Hưng Đạo là ai, tại sao Trần Hưng Đạo 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông mà không trả lời được là xong phim cuộc đời em. Em sẽ được ra ngoài hành lang, lấy ở cái tủ sách ở trong thư viện, nó có tủ sách tinh hoa, lấy cái quyển 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông ra mà tự đọc, nó dọc, nó dịch sang tiếng Anh ấy. Và trong một học kỳ mà có 3 lần bị gọi ra như vậy mà không trả lời được là tự động cuốn gói về, không bị đuổi khỏi trường ngay lập tức. Chỉ cần 3 lần trong một học kỳ đó. Mà tất cả những tài liệu đó nó không dạy, nó để tủ sách là sinh viên tự đọc từ A đến Z. Một ngày đẹp trời nó thấy mình đang ngủ, 2 giờ sáng nó gọi dậy, tại sao Napoleon thua trận, không trả lời được, thế là đứt, thế thôi. Nên nó rất áp lực, không có áp lực thì không có kim cương. Đó. Các bạn thấy trường nó hay không? Trường rất hay nhá. Đó. Cái tiến trình văn tư tu nó làm rất triệt để. Văn rất ít, còn đầu tư và tu không. Rồi, chúng ta quay trở lại cái tiến trình văn tư tu. Chúng ta nhìn ba chữ này, cách đây hơn 20 năm tôi học ba cái chữ này. Tôi học mất khoảng 3 phút và tôi thấy cái này Đức Phật nói chả có cái gì phức tạp, ai chả biết. Học từ lý thuyết sang suy nghĩ, tư duy xong đi thực hành, nói thế này thì có gì đâu mà ghê gớm. Rồi 20 năm sau tôi học lại. Các bạn cứ nghĩ là các bạn biết rồi chứ không biết đâu. Các bạn có biết Việt Nam của chúng ta đi mất 40 năm không đi đúng cái tiến trình này không? 40 năm Việt Nam đi xuống dốc về giáo dục là vì không đi hết tiến trình này. Việt Nam chỉ đi có văn tuệ thôi, tư và tu có đâu. Nên 40 năm, mỗi một năm 22 triệu học sinh đi về đâu? Đây là tiến trình của học một cách sâu sắc là phải đi từ văn sang tư sang tu. Thì Việt Nam không đi được. Chỉ có các trường tư nhân mới mạnh dạn làm tiến trình này thôi. Trường nhà nước không giải được bài toán này. Trường nhà nước không giải được. Trên thế giới các trường đại học lớn không giải được. West Point giải được. Harvard đi lý thuyết cũng rất nhiều. Harvard là văn và tư, tu cũng không giải được. Các bạn biết người ta thống kê những MBA học ở những trường đại học lớn trên thế giới về bao nhiêu phần trăm không làm được việc không? Học MBA ở nước ngoài về tốn rất nhiều tiền, vài chục nghìn đô, mà về lại không làm được việc. Tại nếu làm được việc thì đơn giản quá, các bạn chỉ cần tuyển một cậu học MBA về cho làm giám đốc điều hành, thế là mình đời tươi rồi. Cho làm giám đốc kinh doanh là tươi rồi. Các bạn cứ thử tuyển về đi, tuyển về rồi nó sẽ chết. Doanh nghiệp lăn quay ra chết, dãy tươi đằng đặc là bình thường. Nó không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Vì đi học là văn tuệ thôi, tư chưa chắc đã làm được nhá. Còn tu thì còn xa vời lắm. Không hiểu cái tiến trình. Người nào mà đưa được tiến trình này vào cho con em mình, người nào đưa được tiến trình này vào trong lớp học, người đó là number one, số 1 đấy. Ước mơ của cả thế giới này là đưa tiến trình này vào trong từng tiết học đấy. Nên các bạn cứ lúc đó, khi mà các bạn đủ lớn, các bạn ngẫm nghĩ lại, các bạn mới thấy đôi khi chỉ có một câu nói của Đức Phật thôi mà cả đời mình thực hiện không xong. Đây là phương pháp nha, đây không phải là triết lý nha. Văn tư tu là phương pháp, không phải là triết lý. Phương pháp là cách, cách đi, cách dạy con, cách dạy mình, cách làm cho mình phát triển.
cách nhị nghe rất đơn giản. Vậy đặt cho các anh chị một câu hỏi là Trường Tuệ Đức đưa Văn Tư Tu vào như thế nào? Ở đây Trường Tuệ Đức chiếm hết một nửa cái hội trường này, cán bộ công nhân viên trường. Và hỏi các anh chị, Trường Tuệ Đức đưa Văn Tư Tu vào trong từng tiết học kiểu gì? Khối nào đưa được vào tốt nhất? Mầm non, tiểu học hay cấp 2, cấp 3? Khối nào tự nhận là chúng tôi đưa được tiến trình này vào? Ai? Các anh chị là giáo viên rất nhiều, trả lời được không? Khối nào? Khối Anh Văn đưa được không? Tổ Anh Văn đưa được không? Tổ Tiếng Việt đưa được không? Tổ Văn Sử Địa đưa được không? Tổ Kỹ Năng đưa được không? Tổ Toán Lý Hóa đưa được không? Nếu không đưa được, chắc chắn tiến trình này bị gãy. Tiến trình này bị gãy thì học sinh không giỏi được. Nghĩa là phương pháp, mà phương pháp đi nửa đường chưa làm hết phương pháp. Nên khi chúng ta học sâu nó khác, học cạn nó khác. Học sâu có 3 chữ thôi, nhiều khi cả đời phải học đó các bạn. Hiện giờ ở Tuệ Đức là duy nhất mầm non giải được chữ Văn Tư Tu sâu sắc nhất. Vì chúng ta lấy phương pháp của một người đã làm cái này hơn 40 năm, là bà Montessori, vậy thôi. Và chúng ta phải trả giá cho nó rất đắt. Một giáo viên là 5.500 đô đi học trong 30 ngày. Một trợ lý giáo viên là học mất 10 triệu trong 7 ngày để được đứng lớp dạy về Montessori. Các bạn đã phải bỏ ra cho một giáo viên là bấy nhiêu tiền, chưa kể công cụ dụng cụ trong lớp, chưa hề kể giáo cụ, tức là game, mấy cái trò chơi trong lớp ấy. Các bạn biết nó như thế nào. Còn nếu mà chỉ mua đồ chơi về xong thả một người bình thường vô học mót vài quyển sách Montessori trên mạng, hoặc là ra ngoài tiệm mua về tự dạy, thì xin thưa, được 30% là cùng. Không có dễ đâu các bạn. Tiến trình Văn Tư Tu không dễ đâu, khó đấy. Còn cấp 1, cấp 2, cấp 3 là mình chưa đi hết tiến trình này. Kiến tạo chúng ta chưa đi hết tiến trình này. Montessori chính là kiến tạo thôi, nhưng mà gì nữa. Nên các bạn suy nghĩ cho nó kỹ nhé. Bạn giáo viên nào mà không trăn trở cái tiến trình này là học trò không giỏi được. Nó học nó phải ra được đời sống thì mới là học. Học mà không mang ra được đời sống thì học làm gì? Học là văn, mà nó không có năng lực tự tư duy trên nền tảng những cái gì nó đã học, và nó không có năng lực bước ra ngoài đời sống để cho nó trưởng thành, thì các bạn là trách nhiệm đâu của một giáo viên? Các bạn không đủ tư cách làm thầy nó. Nếu mà thực sự các bạn chỉ dạy văn tuệ, các bạn phải làm cho cái người học sinh của mình chuyển hóa được suy nghĩ và chuyển hóa được hành vi. Nên thực sự là các bạn dạy hết được tiến trình Văn Tư Tu. Nên cấp 1, cấp 2, cấp 3 vẫn còn nhiều không các bạn? Ở đây những anh chị nào thực sự đam mê với kiến tạo, giáo viên nào thực sự em rất trăn trở về kiến tạo, giơ tay. Rồi, cảm ơn các anh chị. Tuệ Đức giơ tay hơi ít nhỉ? Mặc áo xanh xanh, Tuệ Đức giơ tay ít quá. Vậy là các anh chị không phải là giáo viên, ở những bộ phận khác bắt đi học kho chẳng hạn, đầu bếp chẳng hạn, không cần kiến tạo. Đầu bếp cũng cần Văn Tư Tu chứ. Văn là lý thuyết về kiến thức về về bếp, về đồ ăn, về dinh dưỡng. Tư là các bạn có thực sự trăn trở về từng bữa ăn cho các con không? Các bạn có gửi tình yêu của mình vào cái quá trình mình nấu không? Hay vừa nấu vừa nhăn mặt vừa chửi thề, bà nội hôm nay tự nhiên nó tăng 5 suất mà nó không báo mình, lầm bầm chửi trong lúc xào rau, nhớ không? Thì nó làm gì có tư trong đấy. Tư đó toàn là tư bậy bạ, tà tư duy thôi. Đó. Thì cái tu đó không dễ thương, đúng không? Không có đi được cái tiến trình đó. Các bạn thấy giờ. Rồi. Nên đây là cái câu hỏi nhé. Và cái câu hỏi này dành cho bộ phận
đào tạo của trường Tuệ Đức khi mà sắp tới là ra cái bộ câu hỏi trắc nghiệm cho cái lớp chánh nghiến này là dự kiến 100 cho đến 200 câu hỏi. Để các bạn được pass qua cái lớp này là phải trả lời được mấy trăm câu hỏi. Thì trong đó đề nghị phải có ít nhất 5 câu hỏi về kiến tạo. Ít nhất. Còn nếu không tôi nên đề nghị có 50 câu hỏi về kiến tạo. Vì kiến tạo nó là phương pháp, mà phương pháp cũng rất quan trọng, vì phương pháp nó gắn liền với từng tiết dạy. Vậy nếu có 200 câu hỏi thì lấy ra 150 câu hỏi về triết lý và 50 câu hỏi về kiến tạo. Còn không lấy 50-50 đi. Học phương pháp cũng hay lắm đấy. Ở đây những anh chị nào thực sự là muốn học cái phương pháp này chuyên về kiến tạo để mình hiểu nó, từ đó mình bắt đầu mang nó vô đời sống được. Anh chị nào? À, cũng đông. Theo các anh chị, cái lớp về kiến tạo thì cái lớp mồi thôi là nên một ngày một đêm hay hai ngày hai đêm. Lớp mồi tức là các bạn hiểu cơ bản thôi. Hiểu cơ bản thôi. Còn học kỹ như Montessori là 30 ngày đêm, 5.500 đô. Mà mỗi mầm non nhé, chứ lên cấp 1, cấp 2, cấp 3. Không sao đâu, bạn nào mà thông minh thì học được một thằng suy ra những thằng còn lại. Khi các bạn đã có năng lực quan sát, phân tích, đúc kết thì học mầm non suy ra cấp 1, cấp 2, cấp 3. Các bạn muốn học một ngày hay học hai ngày? Hai ngày ha. Rồi đâu, các bạn nào muốn học hai ngày đâu, giơ tay rồi. Ok, rồi, không cần tôi đâu, không cần hét, giơ tay đủ rồi, dạ. Rồi. Nếu mà anh Minh sắp xếp cái giáo trình hai ngày hai đêm cho các anh chị với học phí như ngày hôm nay các bạn phải đóng, học phí tổ chức cho vui 200-300 nghìn, vui thôi, kinh doanh gì trên cái thứ 200-300 nghìn, các bạn có đóng nổi không? Bạn nào không đóng được vui lòng đi làm công quả vẫn được học miễn phí, được học đi phục vụ, đi làm thành nhân viên điếu đóm cho các lớp học là được học miễn phí. Đấy là chiều học dễ nhất, cứ đi làm nhân viên điếu đóm là lớp nào cũng được chui vào. Học mót á, người ta học một lần thì mình học hai lần, ba lần cũng nắm, như thậm chí còn vững hơn họ. Được không? Đấy, mở đường cho các bạn nhé. Cho đi trước là tự điện nhận, tự động nhận về, thấy không? Bị gì? Rồi, đấy là nói về cái lớp kiến tạo. Thú thực về phương pháp kiến tạo này tôi cũng chưa biết anh Minh anh dạy gì đâu nha, liều thế thôi. Nhưng các bạn phải dám gì? Dám trao niềm tin. Học về mà tối tạo tôi đền tiền cho gấp 10 lần, được không? Chơi chịu chơi thế. Đóng 300 nghìn nhưng học về mà không có kiến tạo mà nó trở thành tối tạo á, tức là càng tạo ra cái gì nó càng tối đi chừng đấy, thì tôi đền gấp 10 lần. Xong tôi tặng thêm một khóa thiền 10 ngày Vipassana nó cho nó sáng rồi đấy. Rồi, các bạn chịu khó nhìn vô giữa tí nhá. Cái đầu đổi chắc nó có vấn đề gì, kệ nó, lát nữa nó nghỉ mệt là nó tỉnh trở lại không sao. Từ nãy mình đi ăn trưa, mình quên mất mình không tắt nó nên nó than thở là nó không được nghỉ trưa. Kệ nó, giờ mình cho nó nghỉ trưa. Rồi. Chúng ta nhìn lại văn tư tu dưới một cái góc nhìn khác. Từ nãy chúng ta nhìn văn tư tu dưới góc nhìn của kiến tạo, dưới góc nhìn của sự vận hành một cái môn học, phương pháp triển khai cái môn học, phương pháp triển khai học và làm trong đời sống. Chúng ta nhìn văn tư tu dưới góc nhìn của văn và hóa. Một con người có văn hóa là gì? Một gia đình có văn hóa là gì? Một xã hội có văn hóa là gì? Là cái phần văn có 10% thôi, cái phần hóa mới quan trọng, phần chuyển hóa. Và bây giờ chúng ta lại nhìn văn tư tu dưới cái góc độ học và hành. Học và hành nha. Các bạn có để ý các bạn đi học một cái lớp gì đó về các bạn làm liền cái nó thành công liền không? Có không? Tiến bộ liền? Có chứ, nhiều chứ. Học mang về áp dụng liền, thành công liền. Nhưng nó thành công được một thời gian cái nó dừng lại. Các bạn có để ý một số cái khóa thiền các bạn đi học 10 ngày về hiệu quả liền không? Đi học về là hết đau chân liền, vì 10 ngày nó đau chết luôn. Đi học về nó bớt đau chân, nó giảm dần, hết đau chân liền, hiệu quả liền không? Có mà. Đi học thiền về nhiều bạn hiệu quả đấy. Nhưng mà các bạn cứ tưởng cái đó đinh ninh cho nó hiệu quả, các bạn giữ nó thời gian, cái nó dừng lại, nó không tiến bộ nữa. Có để ý được đó không?
Nhiều vị sư cũng bị tình trạng này á, không phải riêng giáo viên đâu. Chui vô chùa 3 năm đầu hiệu quả ghê, đến năm thứ tư nó dừng lại, và nó dừng luôn 40 năm cho đến lúc chết, không tiến bộ nữa. Doanh nghiệp cũng thế, các bạn mở một doanh nghiệp ra khởi nghiệp làm lận đận mất 3 năm, sau đó nó cất cánh. Đến năm thứ 10 nó lên như diều gặp gió, đến năm thứ 11 nó chững lại, sau đó đâm đầu xuống hố. Trong kinh tế nó hay gọi là cái công thức của 10 năm trước không áp dụng cho bây giờ được. Nó chỉ nói câu đấy thôi. Cái lời nhắc đó nó không có phê, nó không có tác động sâu sắc đến các bạn. Trong khi đó cái công thức văn tư tu thì các bạn chỉ cần vẽ lại thôi, nó rõ nét hơn. Văn là học, tu là hành, các bạn thực hành. Nhưng mà ẩn chìm là các bạn có hiểu nó không? Các bạn có thực sự hiểu cái mình học và hiểu cái mình làm chưa? Một năm ăn cắp bằng 3 năm làm, câu này có học và có hành không? Cái thằng nó nói câu đó, nó có học và nó có hành chưa? Nó mới nói được chứ. Có, nó đã từng ăn cắp và nó thấy bằng 3 năm làm thật, và nó đúc kết được thật, đúng không? Nhưng nó chưa bao giờ nó tư duy một cách sâu sắc là cái công thức đó nó có đúng không, hay nó chỉ hên xui thôi. Thế là nó ăn cắp, đến năm thứ 5 nó bị bắt, nó bị nhốt tù 30 năm, méo luôn. Thì đơn giản là nó thiếu cái năng lực của tư duy. Mà tư duy thì phải hiểu nhân quả, không hiểu nhân quả khó tư duy lắm. Trong mọi loại tư duy thì tư duy nhân quả là tư duy vua. Vua của mọi loại tư duy gọi là tư duy nhân quả. Người nào chưa biết tư duy nhân quả mà đi học tư duy phản biện, tư duy logic, tư duy hùng biện, các kiểu tư duy sáng tạo, xin thưa chưa đi được 30% đoạn đường đâu. Bởi vì 70% đoạn đường còn lại tư duy nhân quả nó chiếm toàn bộ. Tôi là người ngày xưa học Đại học Bách Khoa và tôi là dân chuyên toán. Suốt ngày học toán để luyện thi đi đấu. Nhưng tại sao tôi thi 3 trường đại học khối A, tôi đậu hết, lấy học bổng hết cả 3 trường dễ lắm. Nên tư duy sáng tạo tất thứ học hết rồi. Nhưng đến khi chạm vào tư duy nhân quả mà còn nhức nhối với nó, nhức đầu ghê nó. Tôi đúc kết nhân quả 3 năm nay mà chưa đúc kết xong. Tôi có cái suy nghĩ làm sao để cái tư duy nhân quả này truyền thụ cho các con từ lớp 1 trở lên hoặc từ lớp 6 trở lên, mà nó phải rất đơn sơ và dễ hiểu, không có phức tạp. Mà làm sao 10 tình huống các con đưa nó vô, các con giải thích được 9 tình huống theo nhân quả. Không giải thích được hết đâu. Vì giải thích được hết thì phải là những bậc giác ngộ theo kiểu như Đức Phật mới giải thích được hết. Còn như chúng ta là phàm phu, chúng ta suy luận mà suy ra được 70-90% là thành công lắm. Vậy các bạn vẽ ra một cái sơ đồ gì đó, vẽ ra một công thức gì đó, mà bất cứ một tình huống gì kể ra, đẩy tình huống nó vào, lập tức suy luận được nhân này trổ ra quả gì, và nhân này thì cái gì là cốt lõi của nó. Bạn nào làm được cái sơ đồ đó, công thức đó là number one, tôi sẽ vô cùng cảm kích đấy. Tôi đang làm việc đó mấy năm chưa xong, bạn nào làm được thử đi. Sơ đồ gì, nguyên lý gì của tư duy nhân quả, để rồi mọi tình huống trong đời sống thả vào cái nguyên lý đó, nhìn thấy cách nó vận hành và suy ra được nhân quả. Vậy thôi. Thì các bạn sẽ mang cái sơ đồ đó, nguyên lý đó đi dạy các con. Lúc này một đứa lớp 1 cũng học được. Hiện giờ chúng tôi đang phải viết những cái bộ truyện nhân quả vĩ nhân đó. Là chúng tôi dựa trên 2 cái nguyên lý tôi nắm được thôi. Tôi chưa biết nó còn nguyên lý nào không. Sau 3 năm tôi nắm được có 2 nguyên lý nhân quả. Thì cái bộ truyện nó viết ra là trên nền đó. Mà các bạn học rồi sẽ thấy hai cái nguyên lý đó giải thích được 90% các sự vật hiện tượng trong đời sống. Sự vật hiện tượng gì thả vô cũng giải thích được theo đúng 2 nguyên lý đấy. Đó. Nên cái bài nhân quả tính sau, vì tôi tự nhận là mình chưa đúc kết xong, nên tôi chưa triển khai cái bài thực sự là viết về nhân quả một cách sâu sắc. Nếu mà sâu sắc thì các bạn học chắc phải mất khoảng 2 ngày 2 đêm, thì coi như là các bạn rút ngắn được khoảng 5 năm đến 10 năm về nhân quả. Đó. Các bạn mà nắm chắc được tư duy nhân quả rồi nhé, thì lập tức tư duy phản biện bỏ, tư duy logic bỏ, tư duy đặt câu hỏi bỏ, không cần đâu, không cần học mấy cái đấy nữa. Tư duy hùng biện bỏ,
Phản biện là gì? Là các bạn tìm thấy sai sót để mà mình đặt câu hỏi, đúng không? Logic là gì? Là A kéo theo B một cái hợp lý, rồi B phải kéo theo C. Như vậy nhân quả nó giải hết làm gì nữa? Nhân quả là nó khép thành một cái dây chuyền. Vì nguyên nhân này, vì duyên này mà nó sinh ra quả này. Nó cứ thế nó chạy tiếp theo. Và nó có thể nhiều nhân, nhiều duyên và nhiều quả. Vậy nếu chúng ta muốn phản biện, chúng ta chỉ cần bốc một cái nhân duyên mà họ thả vô bất hợp lý. Họ vẽ ra một cái nguyên lý gì đó, mình thấy ồ cái phần anh vừa mới nói, chỗ này thiếu cái duyên này, mình nói chỗ này duyên là gì, lập tức nó thành tư duy phản biện. Hoặc là các bạn nhấc cái duyên đó ra, các bạn đưa một cái duyên khác tối ưu hơn vào, lập tức trở thành tư duy cải tiến. Họ thấy ồ thay cái này công thức hay hơn hẳn. Vậy các bạn đã cải tiến rồi. Không khó đâu. Tư duy nhân quả là tư duy vua đấy. Nên các bạn làm giáo dục mà quên mất tư duy nhân quả thì cả đời làm giáo dục thì hụi, chưa đi được một nửa đoạn đường. Tư duy nhân quả là một thứ tư duy vô cùng đặc biệt. Nó vừa phát triển tư duy và nó vừa phát triển đạo đức. Và nó lại vừa giải thích được các hiện tượng trong đời sống. Tâm sinh lý, vật chất nó giải thích được hết. Đó. Nên cái tư duy nhân quả tính sau, mình chỉ nói thêm về cái phần tư thôi, để cho các anh chị hình dung. Cái tư này mặc dù tôi ghi 20% nhưng quan trọng lắm. Vì tư này nó là ý nghiệp. Ý nghiệp nó chi phối thân nghiệp và khẩu nghiệp của mình. Để ý nghiệp. Thì cái thằng tư này này, nó tương tác sâu sắc nhất không phải với thằng văn đâu, mà thằng tư này nó tương tác sâu sắc nhất với thằng tu. Tức là tư duy trong quá trình hành động. Trong quá trình chúng ta làm một cái gì, điều gì đó, chúng ta có tư duy lại nó không? Trong quá trình chúng ta học một điều gì đó, chúng ta có tư duy lại không? Nhưng trong quá trình làm có tư duy lại không? Các bạn nhận một công việc của sếp giao, các bạn nhảy vô các bạn làm, trong quá trình làm có tự động kiểm tra lại công việc, tự động suy nghĩ lại công việc, cái này tốt chưa? Mình có tư duy lại không? Cái này hợp lý chưa? Đúng đắn chưa? Các bạn học một điều gì đó trong một quyển sách, các bạn có đặt lại câu hỏi là điều trong sách dạy có thực sự đúng đắn chưa? Nếu nó chưa thì nó chưa ở chỗ nào, và nếu nó hợp lý ở chỗ nào, tình huống nào? Tất cả những cái đó đều năng lực tư duy lại hết nha. Thì đặc thù của cái thằng tư duy á, là nó phải có một cái yếu tố gọi là đơn giản. Đơn giản. Tư duy làm sao nó trở thành đơn giản là các bạn thành công. Này. Các bạn tư duy là tiến trình quan sát, phân tích, đúc kết đó. Các bạn làm sao đúc kết trở thành đơn giản là thành công. Đúc kết phải trở thành đơn giản. Tại sao các MBA về làm không thành công? Học ở bên Mỹ về, học ở bên Úc về, học ở Singapore về mà không thành công. Vì các bạn MBA đã thiếu cái tiến trình này. Quan sát, phân tích, đúc kết trở thành đơn giản, không làm được cái này. Các bạn là một người thợ may ở bên châu Âu, may cho một cái thằng nó cao 1m9 quen rồi. Về đến Việt Nam may cho một cái cậu khác đến có 1m6 mà may không đẹp được. Cổ người châu Âu nó dài hơn, mũi nó cao hơn, dáng nó phốp pháp hơn, người châu Á mình lùn hơn, cổ ngắn hơn, lưng dài, chân ngắn hơn. Các bạn may vô nó xấu ỉn được. Như vậy là cái năng lực chúng ta đúc kết nó bị gãy. Chúng ta chỉ có cái năng lực của sự quen tay thôi. Quen tay là làm thợ may ở bên kia thôi. Về đến Việt Nam chuyển hóa cũng những công thức may đó, chuyển hóa với người châu Á không thành công. Vậy các bạn học MBA là Mỹ đào tạo, là châu Âu đào tạo, các bạn mang về châu Á, các bạn mang vào văn hóa Việt Nam, các bạn áp dụng không thành công, là do năng lực tư duy của mình kém. Còn nếu các bạn tư duy đủ giỏi, các bạn phải biến cái công thức đó thành công thức mới để nó thích nghi với hoàn cảnh chứ. Nên cái chỗ này quan trọng này. Vậy bây giờ mình đặt cho các bạn câu hỏi này. Các bạn học về đạo đức, trí tuệ và nghị lực, các bạn mang vào tiết võ, nó chắc chắn phải khác mang vào tiết văn đúng không? Phải khác mang vào tiết sử đúng không? Khác nhau chứ. Vậy cái khác nhau đó có phải là năng lực của tư duy không? Các bạn đang là giáo viên đây nè, có giáo viên kỹ năng dạy võ, dạy bơi, dạy chạy, đủ thứ hết. Nhưng lại có giáo viên đang dạy văn sử địa, có giáo viên dạy toán. Vậy các bạn học triết lý,
đạo đức trí tuệ nghị lực, các bạn mang vô tiết của mình kiểu gì? Tôi đâu mang hộ các bạn được. Các bạn phải tự tư duy thôi, vì môn đó là môn của các bạn dạy. Các bạn phải tự tư duy để làm thế nào để đưa cái triết lý đó vào trong thực tế là việc của các bạn, việc của bộ môn các bạn. Các bạn không làm được phải họp 4-5 giáo viên lại, đưa lên trên sếp, tổ trưởng tổ bộ môn nghĩ cùng. Vì các bạn dạy hàng ngày mà các bạn còn không đúc kết được, bắt một cái người không đứng trực tiếp dạy cái môn đó đúc kết hộ thì vô lý không? Rất vô lý, các bạn thấy chưa? Nha, nên cái việc này là các bạn phải làm đấy. Nha. Cái môn bơi đưa giới định tuệ vào kiểu gì? Bơi đưa đạo đức vô kiểu gì? Bơi đưa nghị lực vô kiểu gì? Bơi đưa trí tuệ vô kiểu gì? Không dễ đâu. Đó. Ha, nên cái này khó lắm nha các bạn. Nhưng mà các bạn mà tập đi, tập thì phải chỉ tập thôi. Các bạn cứ tập đi rồi một năm sau nó khác. Một năm sau các bạn thấy nó dễ thì là dễ luôn. Ở đội kỹ năng của trường mình có hai người mà tôi đánh giá là đưa giới định tuệ vào trong tất cả những cái hoạt động là tương đối tốt. Đó là thầy Ân với thầy Thi, là tôi đánh giá hai người đưa tương đối tốt. Tôi khá hài lòng với hai thầy này. Đưa vào hoạt động gì cũng nhét được giới định tuệ vào được hết. Hoạt động gì cũng gài được đạo đức vô, gài được trí tuệ vô, gài được nghị lực vô. Tổ chức lễ kiểu gì cũng gài được vào hết. Còn những giáo viên khác, xin thưa, có những giáo viên tuyển vào là tổ trưởng, tổ bộ môn, lương gấp đôi, gấp ba họ. Nhưng vô không cách gì đưa vào được. Vì thứ nhất không hiểu triết lý, và thứ hai tư duy không đủ đơn giản, không đưa vào được. Bây giờ tôi hỏi các bạn ở đây ngồi đây có một số bạn là tuyển sinh đấy. Tuyển sinh ngồi ở quầy reception tiếp tân đó. Bây giờ các bạn đưa giới định tuệ vào cái quầy tuyển sinh kiểu gì? Đó, đây có phải là tư duy không? Các bạn phải quan sát, phân tích, đúc kết trở thành đơn giản để phòng tuyển sinh có chất của giới định tuệ. Phụ huynh họ bước vô họ có cái cảm nhận đó. Ồ, có cái cảm nhận của đạo đức nó tỏa ra ngay từ phòng tuyển sinh. Nó có cái cảm nhận của sự hiểu biết tỏa ra ngay từ phòng tuyển sinh. Nó có cái chất rèn luyện ngay từ phòng tuyển sinh. Thì họ cảm nhận cái đó, các bạn không cần phải tuyển sinh, phụ huynh vẫn nộp hồ sơ vừa mỏng. Còn các bạn phải ngồi nói giã họng ra họ mới nộp là thất bại rồi. Đấy. Suy nghĩ thêm đi. Đây là mình đặt những câu hỏi thêm để các bạn gợi ý, suy nghĩ thêm, hoàn toàn làm được, không khó đâu. Nên cái người mà thiếu năng lực của tư duy mà vô tình họ làm thành công thì họ trở nên định kiến và máy móc. Lưu ý cái này. Học về áp dụng thành công luôn là định kiến máy móc. Trong khi đó năng lực là mình phải hiểu việc mình làm và hiểu việc mình học, nó vận hành cùng, thì họ quên mất cái mình hiểu. Mà hiểu và hiểu đủ sâu cơ, hiểu đủ đơn giản cơ. Nên nó có hai loại đơn giản. Các bạn mà học về ba gốc với ba đầu, các bạn sẽ thấy rất rõ có hai loại đơn giản. Một loại đơn giản dựa trên nền tảng của trí tuệ sâu sắc sinh ra đơn giản. Một loại đơn giản dựa trên nền tảng của tâm si sinh ra đơn giản. Vì ngu si nên nói và nghĩ cái gì cũng đơn giản. Và vì sâu sắc nên nói cái gì, nghĩ cái gì cũng đơn giản. Vậy theo các bạn, một cái đứa nhỏ 3 tuổi, 4 tuổi, nó nhìn thấy một sự vật hiện tượng xảy ra trong đời sống, nó kể cho mẹ nó nghe. Cái lời nói đơn sơ, chất phác, đơn giản của nó là nhờ minh triết, nhờ sự sâu sắc, hay là nhờ nó còn khờ, nó còn dốt? Còn khờ, còn dốt. Nó chưa có ý thức được sự vật hiện tượng. Nó thấy sao nó kể vậy thôi, nó chẳng hiểu gì về sự vật hiện tượng cả. Sau đó chúng ta lớn dần lên, chúng ta được đi học, chúng ta bước ra ngoài đời sống, chúng ta bước vào cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, và chúng ta nhìn đời sống bắt đầu phức tạp dần. Càng ngày càng phức tạp. Và rồi một ngày đẹp trời, có vợ, có chồng, có con, có cái, lăn quay ra chết, già chết hết, thấy đời sống phức tạp quá. Chúng ta chưa đi đến cái sự đơn giản. Còn nếu mà các bạn có cái năng lực quan sát, phân tích, đúc kết này, các bạn sẽ đến được sự đơn giản, vượt thoát sự phức tạp, đến sự đơn giản. Mà tôi hay dùng là đi xuyên qua sự phức tạp để nhận diện ra sự đơn giản của nó. Nên trong nhà thiền có cái câu chuyện là gì? Trước khi còn trẻ, còn bé, núi là núi, sông là sông. Đến khi lớn lên chút,
Bước ra ngoài đời thấy núi không còn là núi, sông không còn là sông. Rồi đến khi về già có tu tập, có đi theo các bậc thầy nổi tiếng để rèn luyện, rồi có tu tập bao nhiêu năm, trở thành một cái bậc minh triết rồi, trở thành một cái người có sự sâu sắc trong đời sống rồi. Già 60 mấy 70, về nhìn lại cái đồng núi đó, lại thấy núi là núi, sông lại là sông. Nó vậy thôi. Vậy là hai cái núi sông của cái giai đoạn thời trẻ xíu, nhỏ xíu và cái thời già, hai góc nhìn hoàn toàn khác nhau. Mặc dù núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, khác nhau. Một cái nhìn của bậc minh triết, một cái nhìn của một người ngây thơ. Ngây thơ nha. Còn chúng ta đoạn ở giữa là chúng ta nhìn với tâm tham, tâm sân nó vận hành. Chúng ta nhìn núi, chúng ta nhìn ra núi này mà đục khoét được bán được bao nhiêu đá. Nếu các bạn là ông đi làm cầu đường. Còn nếu các bạn là cái người đi buôn gỗ thì các bạn nhìn cái cánh rừng trên đồi núi này nó bán được bao nhiêu mét khối gỗ. Nếu các bạn là người trồng chè, các bạn sẽ tính được bao nhiêu hecta chè khi mà chặt cánh rừng này đi. Nếu các bạn là người làm resort sẽ tính khu vực này làm được bao nhiêu cái resort. Thì các bạn đâu, nó núi nó đâu còn là núi, sông đâu còn là sông nữa. Các bạn nhìn vận hành bởi tâm tham mà. Nhìn toàn kinh tế thôi, nó đâu đúng sự thật nữa. Còn về già các bạn không còn quan tâm đến kinh tế nữa. Các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn, các bạn à, bản chất nó là núi, bản chất nó là sông, trả nó về cho nó. Trả cho nó về thiên nhiên. Có cái gì là của mình đâu. Trong cuộc đời đố các bạn tìm được cái gì là của mình á. Các bạn nghĩ cái hội trường này là của mình à? Hay là một thời gian nữa các bạn phải trả về đất mẹ? Các bạn nghĩ cái thân này là của mình sao? Không phải của mình đâu. Nha. Nên khi các bạn học mà suy nghĩ đến thành đơn giản là tuyệt vời lắm ấy. Tập dần thôi. Công việc cũng thế. Đúc kết để trở thành đơn giản là con đường chông gai, nhưng phải học vậy thôi. Thường kinh nghiệm tôi là cái tiến trình tư duy này này là các bạn mất khoảng 2 năm. Bạn nào thông minh thì mất 1 năm, còn bình thường là các bạn mất 2 năm. Tập tư duy. Thì từ đó các bạn bắt đầu đưa được triết lý vô từng tiết học, từng giờ chơi cho các con. Và các bạn bắt đầu thấy nó đơn giản dần. Gần như giờ chơi nào các bạn cũng tìm cách gài được giới điện tuệ vào. Đó. Rồi. Vậy đến đây thì các bạn tư duy lại, đúc kết lại. Giáo dục là gì? Cuộc đời là gì? Hai câu hỏi rất lớn. Cái tiến trình 70 năm cuộc đời của mình là gì? Ý nghĩa gì? Và giáo dục là gì trong đấy? 70 năm cuộc đời có phải là chúng ta học, rồi lấy vợ, lấy chồng, rồi có một cái nghề ổn định, để đẻ con, rồi già, rồi chết là hết không? Có đúng thực sự đấy là ý nghĩa cuộc đời không? Đúc kết như vậy chẳng. Hay ý nghĩa cuộc đời là chúng ta sắm được 3 cái biệt thự, đẻ được 3 đứa con, xong viết lại di chúc cho mỗi đứa cái biệt thự, rồi chết thì là hết. Ý nghĩa đấy không? Có giống một cái con chó, nó đẻ ra được 3 con chó con, xong nó gặm được 3 cục xương chôn ở 3 gốc cây, xong nó cho mỗi con chó con một cục xương ở 1 gốc cây, và nó bảo ý nghĩa cuộc đời con chó nó là thế, có đúng không? Các bạn thử suy nghĩ lại đi. Đó, đâu bạn nào suy nghĩ xem. Giáo dục, ý nghĩa cuộc đời. Thôi bây giờ các bạn ngồi bàn với nhau, bắt cặp 2-3 bạn ngồi bàn với nhau, tư duy lại về giáo dục và tư duy lại về ý nghĩa cuộc đời. Cuộc đời của chính mình vậy đó. Các bạn tư duy lại mỗi 2 mảng này thôi. Bạn nào mà dư thời gian một tí, tức là thông minh một tí, thì các bạn tư duy lại về thiên nhiên và về con người. Thiên nhiên muôn loài kết hợp với con người, nó hòa quyện lại nó như thế nào. Các bạn mà tư duy được cái này là các bạn làm giáo viên, các bạn thổi hồn nhân cách cho trẻ dễ lắm. Còn không, các bạn không thổi hồn được đâu, khó. Các bạn giáo dục cho học trò cái kiểu gì nếu chỉ nhìn dưới góc độ của loài người, chưa bao giờ nhìn dưới góc độ của muôn loài, dưới thiên nhiên, để giáo dục cho trẻ. Làm thế nào mà nó yêu thiên nhiên, làm thế nào để nó yêu rừng, làm thế nào để nó gìn giữ thiên nhiên.
Không dạy được đâu, nếu chỉ nhìn ở góc nhìn loài người không dạy được đâu. Thì không thổi hồn nhân cách cho trẻ được. Nhân cách cho trẻ là nó bảo vệ mỗi loài người, còn muôn loài nó sát hại, thiên nhiên nó tàn phá, đấy đâu phải là nhân cách. Nên có hai câu mà các bạn phải tư duy lại cái đoạn này nhé. Câu thứ nhất là các bạn tư duy lại về giáo dục và ý nghĩa cuộc đời. Câu thứ hai là các bạn tư duy lại về thiên nhiên, nó hòa quyện với muôn loài và với con người như thế nào. Hai cái, các bạn trả lời được hai câu hỏi này thì các bạn làm giáo dục rất tuyệt vời, và các bạn dạy con cũng dễ dàng. Các bạn biết nên dạy cái gì và nên dạy đến đâu, còn đâu phải chuyển sang hướng khác. Tư duy lại thử xem. Còn tư duy lại về tiền bạc hay thành bại thì tính sau nha, cái này tính sau. Đó, bây giờ các bạn làm bài tập cho mình. Khi nó trong cả học và trong cả hành, trong cả học, trong cả hành. Và cách chúng ta dừng tư duy lại cũng là một năng lực của tư duy. Khi mà các bạn đi học thiền, các bạn sẽ năng lực mà dừng tư duy lại là cũng dùng tư duy để dừng nó lại. Cái gì dừng suy nghĩ của mình được? Chính tư duy của mình ra lệnh cho chính tư duy của mình, mày dừng lại đi. Và các bạn phải thực tập chết luôn thì mới dừng được một phần. Tư duy nó có năng lực kỳ lạ lắm. Rồi bạn nào trả lời ra hai câu hỏi. Chúng ta tư duy lại về giáo dục, tư duy lại về ý nghĩa cuộc đời, tiến trình cuộc đời. Bạn nào tư duy lại về loài người và thiên nhiên, loài người và muôn loài. Bạn nào? Mượn hai ý kiến thôi. Mấy bạn bên trường Tuệ Đức đâu? Ưu tiên cho mấy bạn áo xanh đậm, áo thun xanh đậm. Tuệ mới đức mà thì phải phát biểu được chứ. Không có phát biểu được là có đức mà thiếu tuệ đấy nhá. À, xin chào mọi người. Cảm ơn. À, em tên là Quang. Thì ở đây mình cũng có ba người. Thì mình cũng xin trình bày một số cái ý kiến về giáo dục và ý nghĩa cuộc sống như sau. Thì cái đầu tiên nó liên quan về giáo dục. Thì theo như quan điểm của Quang thì giáo dục nó sẽ liên quan tới ba thứ. Cái thứ nhất là khai sáng, cái thứ hai là định hướng, và cái thứ ba là điều chỉnh. Thì khai sáng nghĩa là gì? Khai sáng nghĩa là một người ta chưa biết về một cái gì đó. Thì khai sáng là làm sao mà mình có thể qua thông qua giáo dục thì người ta biết về cái đó. Định hướng nghĩa là gì? Nghĩa là người ta biết nhưng mà người ta có thể biết đúng biết sai, hoặc là người ta biết nhưng mà người ta không có biết hết. Vậy thì giáo dục, thông qua giáo dục mình có thể định hướng để người ta đi sâu hơn, đi nó đúng hơn. Và cuối cùng là điều chỉnh. Điều chỉnh là khi người ta đã được giáo dục về kiến thức rồi, và người ta cũng có trải nghiệm về nó rồi, nhưng mà trải nghiệm của người ta có thể đúng có thể sai, thế nào không biết. Nhưng mà làm cách nào mình có thể điều chỉnh lại cho cái giáo dục nó đúng. Ví dụ như hồi sáng mình có nói là trại cải tạo, hay là định hướng, hay cũng có thể gọi là chuyển hóa. Thì đó là quan điểm của mình về giáo dục. Về ý nghĩa của cuộc đời thì nhóm mình chưa có kịp thảo luận, nhưng mà mình nói về cái quan điểm riêng của mình ha. Thì về ý nghĩa cuộc đời thì mình nghĩ là cuộc đời nó là một cái vòng xoay, nó đi liên tục. Vậy thì mỗi người trong chúng ta đều trong cái cuộc đời đó, thì làm cách nào là mình được giáo dục, mình trải nghiệm và mình giáo dục người khác, để sao cho cái vòng xoay nó có thể đi, và mình làm sao cho cuộc đời này nó luôn tốt hơn. Đó là quan điểm của mình về ý nghĩa cuộc đời. Tức là cuộc đời của em là những vòng xoay giáo dục, hay là những vòng xoay kiếm tiền, hay là những vòng xoay của cơm áo gạo tiền, hay là những vòng xoay của hưởng thụ là cái gì, hay là những vòng xoay của thành công và thất bại? Em nghĩ nó là tổng hợp của nhiều cái, nhưng mà thường một số người người ta chỉ có đi học, xong rồi người ta sống hết ngày này qua ngày khác, xong rồi sống nó hết. Em nghĩ cái ý nghĩa của cuộc sống là mình được giáo dục, đầu tiên là mình không biết gì hết, mình được giáo dục là mình có cái ý niệm về nó, sau đó mình trải nghiệm về nó, mình có thể đúng có thể sai, có thể như thầy nói là thông qua hưởng thụ, thông qua nhiều cái khác nhau, nhưng mà cuối cùng mình có được cái
cái kinh nghiệm và cái đúc kết riêng của mình. Và sau đó em nghĩ là muốn muốn làm sao cho cuộc đời nó tốt đẹp hơn, nó có ý nghĩa hơn, là mình giúp được cho những người khác, người ta có thêm được cái ý nghĩa nó đúng đắn hơn. Thì từ cái năng lực mình đã được giáo dục, mình làm sao mình giáo dục người khác cho người ta có thể làm cuộc đời nó đẹp hơn, đó là quan điểm của em. Tức là đấy là ý nghĩa cuộc đời. À, ok. Thế em đã làm gì để thực thi cái ý nghĩa đấy? Dạ, em thì em nghĩ là cái như... câu hỏi bạn đã làm gì để đúng với cái điều mà bạn vừa mới miêu tả, là chính là đang hỏi về tu tuệ. Bạn miêu tả thì mới miêu tả được phần nào văn và tư của bạn thôi. Mình đẩy sang tu là bạn đã làm gì. Tiếng Anh nó hay còn dùng chữ how á, nhưng ở đây mình đẩy vào chữ tu. Bạn đã làm gì để bạn miêu tả được cái suy nghĩ của mình, để mang cái suy nghĩ đó vô trong đời sống? Dạ, em nghĩ thứ nhất là về phía mà mình nói theo như cái quan điểm của em đầu tiên là giáo dục, thì cái cuộc cái tư duy của mình nó sẽ là một cái tư duy phát triển. Nghe làm cách nào mà qua cái ngày hôm sau hoặc là qua cái thời gian sau đó là mình phải phát triển mình hơn trước đó. Cái thứ hai là ví dụ như em là em đang là lãnh đạo của một đội nhóm trong công ty, thì em nghĩ là làm thế nào mà từ cái ảnh hưởng của mình cho tới các bạn, mình giúp cho các bạn thấy được là cái chuyện đi làm nó không phải chỉ là chuyện đi kiếm tiền. Hiển nhiên công ty trả tiền cho các bạn là để các bạn làm việc, nhưng làm cách nào mà mình cảm thấy là mình có thể ảnh hưởng từ những hành động của mình cũng như là từ cái kinh nghiệm của mình. Luôn luôn em nói với các bạn là làm thế nào mà mình phát triển được cái bản thân thông qua những cái điểm là nó có giá trị thực tế. Dĩ nhiên là nó qua nhiều cái cuộc thảo luận chứ không phải chỉ là nói suông. Rồi, cảm ơn em. Cái bài toán này khó lắm, không phải dễ đâu nha các bạn. Mang vô đời sống mà để nó đúng với chánh mạng khó, không phải dễ đâu. Dạ. Dạ, xin chào thầy và xin chào các mọi người. Mình tên Đức ạ. Mình cũng trong nhóm với bạn Quang hồi nãy. Thì mình xin trả lời về cái suy nghĩ về giáo dục đó. Thì theo mình cái giáo dục đó là cái như bạn nói là cái sự trao cho người khác cái sự nhận thức. Và một điều nữa quan trọng nữa là mình phải lôi được cái con người phi thường của họ ra ngoài. Bản thân ai cũng rất là tài giỏi, nhưng mà bị cái môi trường nó làm cho ảnh hưởng và họ không nhận ra điều đó. Thành ra cái giáo dục là phải cái người thầy là phải cho người thấy, cho người cái người học trò là giúp cho họ họ lôi được cái con người phi thường mạnh mẽ của họ ra ngoài. Và vấn đề là định hướng thì thật ra là cái chuyện đúng hay sai nhiều khi người thầy, cái trình độ của thầy cũng không thể biết được. Chỉ vấn đề đơn giản là cái việc cái người đó làm sắp tới nó có gây ảnh hưởng tới bản thân, tới xã hội, tới mọi thứ xung quanh hay không. Chứ còn đó là cái câu trả lời để định hướng cho người học trò đó thôi, chứ cũng không phải là lấy cái kinh nghiệm của mình ra để mà phán xét điều đó tốt hay không tốt gì cả. Đó là giáo dục. Còn cái ý nghĩa cuộc đời thì em thấy là ý nghĩa cuộc đời là mình sống ra cái cuộc đời mình là cần có phải sự trải nghiệm, sống là mình mới được trải nghiệm nhiều thứ, để và mình phải có giá trị cho đồng loại và cho tất cả mọi thứ xung quanh, thiên nhiên. Đó là mình phải đóng góp một cái giá trị gì vào đó là cái nghĩa cuộc đời. Rồi, rồi, cảm ơn bạn. Hai bạn là chung công ty hả? Không, chung nhóm. Bạn thứ nhất thì nói là giáo dục là nó mang cái ý nghĩa khai phóng. Khai phóng là cái gì? Nó thuộc cái gì? Nếu mà thuộc về đạo đức trí tuệ nghị lực, nó thuộc cái cột nào? Nó phải có trách nhiệm khai sáng hay khai phóng gì đó, đúng không? Xong rồi nó phải có tác dụng định hướng, đúng không? Định hướng nó thuộc cột gì? Khai sáng nó thuộc cột trí tuệ. Thế khai sáng nó có bao gồm luôn định hướng không? Có mà, nó thuộc cột trí tuệ mà. Điều chỉnh có thuộc cột trí tuệ luôn không? Cái gì biết để điều chỉnh? Ba cái đó đều thuộc trí tuệ hết. Vậy là khai sáng, điều chỉnh, gì nữa? Định hướng. Nó đều phụ thuộc vào tư duy nhân quả của các bạn. Các bạn không thể sáng ra nếu không nhìn được bản chất nó đang vận hành trên nền tảng của nhân quả. Nhìn sai bản chất thì không cách gì khai sáng được, chỉ có khai tối không khai sáng được.
và nhìn sai bản chất thì định hướng sẽ nhầm được. Và nhìn sai bản chất thì điều chỉnh sẽ điều chỉnh lung tung. Nên gốc của ba câu bạn nói vẫn là tiến trình phân tích trên nền tảng của nhân quả. Ở chỗ này thôi. Thuộc một phần của tư duy. Tư duy nhân quả là tư duy vua mà. Nhưng nói như bạn thì cũng đúng. Vì nếu mà cột trí tuệ đi đến tận cùng thì tự động nó khai ra những cái mảng còn lại. Đạo đức tự nhiên nó xuất hiện, nghị lực tự nhiên nó xuất hiện, những cái đó từ từ tính. Nhưng mà để nó tự nhiên xuất hiện khó lắm, không phải dễ đâu. Khó lắm đấy. Tại vì nếu dễ thì các nước phương Tây nó giáo dục khai sáng, nó đã trở thành những quốc gia hòa bình vô cùng, và nó mang lại hòa bình đến thế giới rồi. Tại sao nó đánh nhau nhiều thế? Nó đi cướp đồ của nước khác nhiều thế? Theo các bạn, Mỹ có khai sáng được thế giới nhiều không mà suốt ngày đi đánh các nước khác? Đặc biệt đi đánh những nước nào có dầu hỏa nó mới hay đánh. Những nước nào nghèo không có dầu hỏa nó không thèm đánh đâu. Như vậy nó là khai sáng hay là ẩn chìm dưới động cơ khai sáng là tâm tham vận hành, là sự chiếm đoạt. Vậy nó là khai sáng hay nó là khai tối chưa chắc cái nào đúng, đi lâu dài chưa chắc. Nên tư duy nhân quả lâu dài nó khác, nó sẽ nhìn sáng hơn nhé. Rồi, còn ưu tiên cho bạn nữ nào? Đây, các bạn nữ bên đây, giơ tay rất hăng. Rồi. Ngày hôm nay là mấy hai câu hỏi rồi là Tuệ Đức chưa trả lời. Giáo viên Tuệ Đức rất là nhẫn nại và im lặng là vàng, thiền định trong quá trình đó. À, dạ, em chào thầy. Em chào cả nhà. Em tên là Lê Thị Diệu Hiền, em đến từ quê hương Long An. Em xin trả lời câu hỏi đầu tiên là mình tư duy thế nào là giáo dục. Thì theo em thì nãy ý của bạn này là nãy em chưa có nói ý của em. Ý của bạn này rất là hay, là để khai phóng giống anh của anh Khoa. Nhưng mà sau khi em xuống tốt với kia, cái anh kia nói là giáo dục là mình thổi hồn nhân cách cho bé. Chắc em cũng tư duy thêm là anh đó nói là phải để cho bé tự học, tự khai sáng ra trí tuệ. Thì em thấy cũng đúng. Lúc đầu thì em tư duy như thế này, giáo dục có nghĩa là mình biết trước bé rồi thì mình sẽ cố gắng giúp bé khai sáng trí tuệ. Sau đây giống như là con người của mình có rất nhiều trí thông minh trong đây nè. Thì nhưng mà nó lại bị những cánh cửa bí mật nó bao phủ lại. Thì quan trọng của người thầy giáo là phải giúp cho bé có được cái chìa khóa mở từng cái cửa ra. Em tư duy vậy đó. Còn cái câu số 2 thì của cô số... ý nghĩa cuộc đời của chúng ta thiên nhiên hả? Thiên nhiên. Thôi được rồi, một câu cũng được, không cần hai câu đâu. Còn câu thì không, cái ý nghĩa này hay lắm không á thầy? Hay lắm hả? Là mà... Cảm ơn. Dạ. Là tư duy về thiên nhiên á, là hồi nãy anh đã nói là mình hãy xem thiên nhiên như người mẹ của mình. Mà mẹ thì mình phải sao? Phải quan tâm, chăm sóc, hỏi thăm. Nó tính này là làm mọi điều tốt đẹp làm cho mẹ vui. Nên là thiên nhiên mình phải bảo vệ, mình phải yêu thương chứ mình không được tàn phá. Dạ, hết rồi thầy. Cái nhóm từ nãy bạn bên này, bạn nói là giáo dục là đánh thức cái con người phi thường trong bạn. Hitler có được đánh thức không? Ai nói Hitler không được đánh thức, đúng không? Từ một binh nhì trở thành một quốc trưởng sau có mười mấy năm, một con người phi thường được đánh thức, rồi thế giới giết nhau. Nên khi mà chúng ta không có cái nhìn chiều sâu hay nhầm lắm, cứ bị mấy cái câu hay hay ở trên Facebook nó dụng. Đọc xong rồi tin sái cổ. Phi thường để làm cái gì cái đó? Phi thường có hướng thiện không? Có đi về điều đúng không? Có hướng về phía chân lý không? Hay phi thường chỉ để thỏa mãn tâm tham của mình thôi? Để thỏa mãn quyền lực của mình thôi? Nên nếu các bạn dạy học trò giỏi lên rất nhiều lần mà quên mất không dạy đạo đức, thì học trò đó lớn lên phá nhiều hơn xây. Phải hiểu cái điều đó. Nên trí tuệ nó phải đi với đạo đức. Trong đạo Phật thì không tách hai cái này ra đâu. Chúng ta tạm tách ra thôi. Còn bạn nữ từ nãy thì được cái rất nhiệt tình, rất hoan hỷ vui vẻ. Đúng, dân Long An rất hoan hỷ vui vẻ. Dân Cần Ruộc nó vậy đó.
Theo các bạn, cuộc đời của các bạn là một tiến trình giáo dục hay là một tiến trình kiếm tiền? Bảy mươi năm cuộc đời của các bạn là một tiến trình nó vận hành. Tiến trình này nó ý nghĩa chính của nó là để giáo dục hay là để kiếm tiền và để hưởng thụ? Suy nghĩ cho kỹ đi. Không lẽ chúng ta hết đại học là dừng giáo dục à? Hay là nó vận hành suốt một cuộc đời? Hay là nó vận hành suốt một cuộc đời? Rồi giáo dục để chúng ta giỏi lên, kiếm được nhiều tiền hơn, hay là giáo dục là để chuyển hóa theo đúng tiến trình văn tư tu, mà chuyển hóa những cái gì được gọi là văn, tức là những điều hay lẽ phải, mới được gọi là văn. Điều bậy bạ nó không được gọi là văn đâu. Nên người ta nói văn võ song toàn là học những điều hay lẽ phải từ cổ nhân gọi là văn. Võ là học về mặt võ thuật, về mặt võ đạo để nó ngấm vô máu của mình. Thì cái người nào học được hai cái điều đó ngấm vô máu của mình ngày xưa gọi là văn võ song toàn. Chứ chửi thề số một thế giới không được gọi là văn. Các bạn hình dung không? Cái chữ văn ở đây là chúng ta phải hiểu là những điều hay lẽ phải của cổ nhân được ghi lại. Mặc dù nó là lý thuyết, mặc dù nó là kiến thức, nhưng nó vẫn là những tích lũy những điều hay lẽ phải mà chúng ta hay gọi là nhân văn. Con người đó rất nhân văn. À, nó vậy đó. Vậy giáo dục có phải là một tiến trình văn tư tu không? Trong suốt cuộc đời không? Mà văn là những điều hay lẽ phải và nó được chuyển hóa trong cuộc đời của chúng ta không? Nó được ngấm vào máu, nó được biến thành tính cách, nó được biến thành hành vi của mình, nó được biến thành lẽ sống của mình không? Đi nữa. Vậy nếu các bạn học 12 năm cộng 4 năm đại học, các bạn dừng tiến trình này lại, xong các bạn bước ra ngoài đời, các bạn lại phá cái tiến trình văn tư tu này. Học không học những điều hay lẽ phải, đi học những điều bậy bạ, xong cho nó chuyển hóa vào trong cơ thể của mình. Thế là các bạn một ngày đẹp trời đi tù. Học điều xấu ác thì đi tù là bình thường, học điều xấu ác thì đau khổ nó xảy ra. Chữ giáo dục nghĩa đen là gì nhỉ? Trong nhà Phật ít dùng chữ giáo dục, trong nhà Phật dùng chữ giáo hóa, rất thích chữ giáo hóa. Còn trong cái bộ phim Nhất Hưu Hòa Thượng, không biết bạn nào xem, ở bên dưới có cái USB ấy, dùng chữ hóa duyên hay vô cùng. Đi ăn xin á, đi khất thực gọi là đi hóa duyên hay vô cùng. Cái cậu Nhất Hiếu, cậu đội cái nón lá lên, xong cầm cái bình bát đi ăn xin. Sư phụ bảo con đi đâu ạ? À? Chào sư phụ, con đi hóa duyên mọi người. Thế là đi lộn bộ xuống dưới phố, mấy tiếng đồng hồ sau đi bộ lên là có cái bình bát đầy thức ăn mang về. Hóa duyên. Duyên là điều kiện đúng không? Còn hóa là chuyển hóa, chính là chữ tư và chữ tu ấy. Như vậy tạo điều kiện để chuyển hóa người dân gọi là hóa duyên. Như vậy mình cầm cái bình bát mình đi xin, mình đến nhà nào mình đi chậm chậm mà người ta bỏ đồ vô cái bình bát của mình nhé, tức là mình tạo điều kiện cho họ mở được cái tâm từ bi, tâm cho đi. Họ không còn sống ích kỷ nữa, họ bớt dần sự ích kỷ. Mặc dù mình là người thọ nhận, nhưng mà cái thí chủ cho mình, cái người cho mình, họ được mở cái tấm lòng rộng lượng dần ra, tập cho đi, tập từ bi lớn hơn. Như vậy đấy là một hành vi, nó thuộc về tư và tu, suy nghĩ muốn cho và có hành vi cho. Tư và tu nó thuộc về chữ hóa. Còn cái bình bát và cái cậu chú tiểu đi bộ dọc đường, nó chỉ là duyên thôi, chỉ là điều kiện để cho cái thí chủ đó có điều kiện để chuyển hóa chính mình thôi. Nên gọi là hóa duyên. Chữ đó tôi đọc xong tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi bảo trời ơi, cái ông nào ông dịch cái chữ này hay thế. Còn nếu mà dịch ra là đi ăn xin hay đi khất thực, nghe nó hết hay. Hay thế, hóa duyên. Trong đạo Phật hay dùng chữ giáo hóa chúng sinh. Giáo hóa, giáo là dạy, còn hóa là chuyển hóa. Dạy để chuyển hóa chúng sinh, hay vô cùng. Dạy để chuyển hóa mọi người, chứ không phải là chỉ để dạy. Nếu chỉ để dạy là chữ văn, còn dây để chuyển hóa là tư và tu.
Bạn hình dung không, là nó đi hết tiến trình văn tư tu. Thì những chữ đó tôi đánh giá cao hơn chữ giáo giáo dục. Còn chữ giáo dục nghĩa đen ấy, thì dạy về dục. Dục là cái gì? Dục nếu nó đứng im một chỗ không kép từ kép vào, chỉ mỗi chữ dục thôi, thì nó là cái gì? Là lòng tham, đúng không? Tôi không rành tiếng Hán lắm, các bạn nào về cha. Hay nó là dưỡng dục. Dưỡng dục là chúng ta ghép chữ dưỡng vào rồi nha. Các bạn về tra từ điển thử xem nó là cái gì. Vậy nó có phải là chúng ta dạy để làm sao cho trẻ giảm được lòng tham đi không? Đấy là một dạng. Hai là chúng ta dạy và nuôi không? Nếu dưỡng dục thì dịch ra là nuôi. Vậy giáo dục là vừa nuôi vừa dạy. Tôi chả biết cái ý nghĩa nào đúng, vì tôi không phải là chuyên gia về ngôn từ Hán Việt. Các bạn về tra thử xem. Nhưng dù hai chữ đó thì vẫn không hay bằng chữ giáo hóa. Nhưng bây giờ mình chúng ta tạm chấp nhận là giáo dục là một tiến trình để thay đổi con người cho nó tốt đẹp dần lên. À, thì cái tiến trình đó chính là văn tư tu. Vậy là các bạn mới thấy là vậy là cái tiến trình để thay đổi một cái con người cho nó tốt đẹp dần lên, cho từ văn nó có sự chuyển hóa thành tư và tu, thành một con người tốt đẹp lên, thì cái ý nghĩa cuộc đời 70 năm của mình theo các bạn nó có dừng giáo dục lại không? Hay là bước ra khỏi cổng trường đại học là dừng luôn? Và đây là sai lầm cực kỳ lớn của người Việt mình. Bước ra khỏi cổng trường đại học, các bạn hì hụi đi kiếm tiền mà quên mất phải chuyển hóa cuộc đời của mình mỗi ngày. Sống mỗi một ngày cho nó xứng đáng hơn, không có suy nghĩ về điều đấy. Chúng ta dừng giáo dục lại từ khi chúng ta tốt nghiệp đại học. Phí lắm. Nên cuộc đời, quan điểm của tôi nhé, 70 năm cuộc đời chính là 70 năm giáo dục chính mình. Thời nhỏ mình chưa có năng lực giáo dục chính mình thì mình mượn thầy cô, mượn ba mẹ để giáo dục mình. Nhưng sau 18 tuổi các bạn phải có năng lực tự giáo dục chính mình. Và giáo dục chính mình là một tiến trình cả đời, cho đến lúc chết vẫn phải giáo dục chính mình. Chứ không phải là các bạn đến năm 30 dừng, 24 dừng, không phải vậy. Những bạn nào đi học thiền sẽ hiểu đến lúc chết vẫn phải tự giáo dục chính mình. Năng lực các bạn canh quan sát cái tâm của mình, để cho các tâm thiện nó được nuôi dưỡng, nó khởi sanh trong cận tử nghiệp, chính là năng lực giáo dục chính mình. Trong cận tử nghiệp mà các bạn để khởi sanh một tâm bất thiện là các bạn đọa ba đường ác liền. Mà trong cận tử nghiệp các bạn khởi sanh lên những cái tâm thiện lành là các bạn sinh ra những cõi tốt đẹp liền. Y như là cuối tháng các bạn lãnh lương á, các bạn bỏ túi 10-15 triệu vừa mới lãnh lương xong, thì trong cái cận tử nghiệp, tức là cận tử lương vừa mới thả vào túi á, khởi sanh lên ý nghĩ đi nhậu quán nào là nó dắt mình đi quán đó liền. Còn khởi sanh ý nghĩa là cầm tiền về cho vợ là về nhà đưa hết cho vợ liền. Thì cái giây phút mà các bạn nhận lương của ngày thứ 30 á, trong quá trình 70 năm cuộc đời nó gọi là cận tử nghiệp, nên lúc chúng ta chết á, những cái giờ lâm chung á, là nó quyết định mình. Thì nó chính là cái thói quen của 70 năm mình huân tập, nó sinh ra cận tử nghiệp, nó hao hao. Giống như các bạn có thói quen 29 ngày nghiêm túc với gia đình thì đến ngày thứ 30 lãnh lương về cũng sẽ mang lương về cho gia đình. Còn 29 ngày kia mà đã thích ăn nhậu rồi thì đến ngày thứ 30 dứt khoát nó dắt mình đến quán nhậu. Tôi là 20 năm chưa lãnh lương bao giờ các bạn. Đau khổ không? Từ hồi lấy vợ đến bây giờ là chưa bao giờ biết lãnh lương. Tôi là có một cái thiệt thòi là chưa bao giờ đi làm thuê. Ra ngoài đời là chỉ có đi làm chủ thôi. Tự thành lập công ty, tự làm, lên voi xuống chó không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa có biết cái cảnh làm thuê như thế nào, nên ông già, tức là bố tôi cứ bảo: mày thì biết cái gì, con thì biết cái gì, chưa hiểu cái kiếp làm thuê, chưa hiểu đâu con. Nhưng tôi mới về, tôi mới đúc kết lại cuộc đời, quan sát phân tích đúc kết lại cuộc đời. Tôi thấy tôi từ khi tôi lấy vợ là tôi đi làm thuê hết 20 năm. Vì lương mình không được lãnh, làm hì hục ra 30 ngày mà đến ngày thứ 30 không được lãnh lương, có phải là đi làm thuê không? Như vậy là tôi có cảm giác của người làm thuê, chứ nói tôi không biết làm thuê là không chấp nhận. Ở đây những anh nào cũng đã đi làm thuê giống như tôi từ lúc lấy vợ đến bây giờ, giơ tay xem đồng minh đông không? Đấy, không có một anh rồi. Ôi, mấy anh còn lại là không nộp hả? Đó, anh Thi cũng nộp về cho vợ ngoan này, thấy chưa? Mấy anh còn lại không nộp hả?
Rồi bây giờ mình tư duy lại sơ bộ nha các bạn nhé. Thế còn bây giờ thiên nhiên và loài người, khi mà các bạn tư duy lại như vậy, các bạn mới để ý các bạn dạy học trò dễ không? Các bạn dưới góc nhìn đó, các bạn bắt đầu thổi hồn nhân cách cho trẻ được chưa? Các bạn nói về ý nghĩa cuộc đời cho trẻ được chưa? Bắt đầu nói được dần đấy. Các bạn nói về giáo dục xuyên suốt cuộc đời, không còn giáo dục là tiết học nữa. Giáo dục lúc này nó biến thành mọi hành vi trong đời sống. Các bạn hiểu giáo dục một cách nông cạn thì các bạn sẽ bị kẹt vô tiết học, kẹt trong quyển sách. Còn các bạn hiểu giáo dục là một tiến trình xuyên suốt cuộc đời mình thì mọi hành vi trong đời sống cũng là giáo dục. Vậy chúng ta hãy sống xứng đáng với từng hành vi trong đời sống, sống xứng đáng với từng tình huống trong đời sống, thì con em nó nhìn vào đó, nó nói theo đó chỉ là gì nữa. Trong Phật giáo gọi là thân giáo đó. Nên khi mà các bạn nắm được cái này rồi, các bạn sẽ thấy giáo dục nó xuất hiện khắp mọi nơi. Dắt con đi chơi nhà sách cũng là giáo dục, dắt nó vô quán nhậu cũng là giáo dục, chỉ cho nó quán nhậu xong bảo con nhậu là hay đánh nhau lắm, bây giờ con có muốn thử không, mình đi ngang cái ông đang uống bia đó, mình cụm một cái ly xong cho cái bể cái ly xoảng trước mặt ổng, xem ổng có tức không. Thế là nó hiểu ngay, kiểu như vậy mình gài nó vô, thế là nó hiểu. Tất nhiên ông bố nào mà dạy như vậy thì ông bố nó phải hơi đầu gấu một tí, đó, hơi nghịch ngợm một tí thì mới dạy được. Dạy như thế là khó nhá. Rồi bây giờ chúng ta quay lại với thiên nhiên, muôn loài và loài người. Các bạn có bao giờ thấy thiên nhiên với cả loài người nó nhập làm một không? Nó nương tựa vào nhau để nó sống không? Nếu các bạn thấy nó nương tựa vào nhau để mà sống thì các bạn dạy cho trẻ trồng cái mớ rau, chăm một cái cây, nuôi một con chó, và thậm chí khi đi dã ngoại bước vào một cánh rừng, nó sẽ tôn trọng cánh rừng, không ngắt bẻ cây. Các bạn có nhớ cách đây một năm có cái bà gì ở Khánh Hòa gì mà đi Đà Lạt, nó bẻ cái cành đào nhớ không? Bị chụp hình nó đăng lên Facebook, nó chửi sùm á. Tôi chả nhớ nữa. Đó nôm na là cái vụ đó. Là vì người ta không có hiểu ấy. Nếu mà các bạn coi thiên nhiên chính là mình, tự động các bạn tôn trọng thiên nhiên, đơn giản như vậy. Thay vì các bạn dạy về lòng tôn trọng, các bạn hãy dạy làm sao để học trò nó hiểu nó và thiên nhiên phải nương tựa vào nhau để mà sống. Tự động nó khởi sanh lên, nó tôn trọng thiên nhiên liền. Nó phải coi cái môi trường mà nó sống là nó đóng góp phần trong đó, nó nương tựa vào trong đó, thì cái môi trường mà trẻ sống ở trong cái chung cư đó tự động nó tôn trọng cái môi trường đó liền, nó gìn giữ liền. Nên những bạn nào mà với cái góc nhìn đó dạy trẻ lúc nào cũng dạy được. Dắt con đi chơi cũng dạy được, dắt con đi công viên cũng dạy được, đi xe đạp ngoài đường phố cũng dạy được, dắt con xuống chung cư cũng dạy được. Và mở quyển sách ra, bật tivi lên, search một thông tin trên YouTube về rừng, về biển, về rùa cũng dạy cho con được. Lúc nào cũng dạy cho con được. Thì người đó rất tuyệt vời, biến mọi tình huống đều thành những bài học. Giáo viên đó rất tuyệt vời nha. Nên chỗ này dừng lại hơi sâu một tí, hơi lâu một tí cho các bạn, vì ngày hôm nay là liên quan đến giáo dục hơi nhiều. Những bạn nào đã từng học chánh kiến rồi thì cái slide này là đi chỉ đến 11 giờ trưa là đã xong. Nhưng giáo viên thì phải tư duy nhiều hơn, vì giáo dục trẻ nó cần cái tính toàn diện trong đó, tính sâu sắc trong đó. Còn kiếm tiền chỉ cần tư duy về tiền thế là đủ rồi. Rồi các bạn mệt chưa? Học tiếp hay nghỉ giải lao? Đâu bao nhiêu phần trăm nghỉ giải lao giơ tay coi. Ít thế. Bao nhiêu học tiếp? À, học tiếp đông quá. Thôi cho học tiếp một slide nữa nhá, không sao. Học tiếp một slide nữa. À, hồi sáng có nói chuyện về Tam Bảo. Trong Tam Bảo á là thầy Hiền Trí này,
tủ sách hay nhóm bạn tốt là ba cái yếu tố môi trường sống của con. Đồ ăn đồ uống không quan trọng lắm đâu nha các bạn. Nhà to nhà bé không quan trọng đâu nha. Mà Tam Bảo là Đức Phật đã dặn rất kỹ. Bậc thầy hiền trí có không? Tủ sách hay có không? Và nhóm bạn tốt có không? Các bạn có gia đình, có vợ, có con, tôi hỏi lại các bạn có xứng đáng là Tam Bảo của con của mình không? Các bạn là phụ huynh, các bạn có xứng đáng mình là Tam Bảo con của mình không? Mình có xứng đáng là bậc thầy của con của mình không? Mình có xứng đáng là trao truyền cho con những kiến thức hay không? Tức là các bạn có mua tủ sách về cho con đọc không? Mà phải sách hay, không chỉ sách dở. Phim phải lựa phim kinh điển, phim có giáo dục đàng hoàng, không chơi phim lôm côm. Và nhóm bạn tốt, tức là hàng xóm láng giềng và trường con mình học, có là những trường đứng đắn đàng hoàng không? Trường nghèo, trường giàu không quan trọng, đứng đắn đàng hoàng mới quan trọng. Các bạn có lựa được như thế là các bạn, ba mẹ đó thành trở thành Tam Bảo của con đấy nhé. Và những gia đình nào mất Tam Bảo, gia đình đó lục đục. Gia đình nào mất Tam Bảo càng nặng, gia đình đó ly dị, chắc chắn 100%. Các bạn tìm cho tôi một gia đình nào ly dị mà sống chung với Tam Bảo đi, đố tìm được đấy. Đã ly dị là dứt khoát mất Tam Bảo. Trong Tam Bảo thì thầy hiền trí là quan trọng nhất, là bậc thầy. Nhưng bậc thầy thì vô cùng khó tìm, và bám theo một bậc thầy nó khó lắm. Tôi vừa mới đi khóa thiền 5 ngày về mà, ở dưới Vũng Tàu á, 80 đệ tử đi theo thầy học. Muốn bám được theo thầy, bỏ hết công ăn việc làm theo thì mới theo được. Còn theo lõm bõm thì một năm được vài khóa tu thôi. Nên để bám theo một bậc thầy theo suốt mình cuộc đời rất khó. Vậy là cách mà để các bạn có bậc thầy là các bạn sắm bậc thầy đó về nhét trong túi. Sắm bậc thầy nhét trong túi. Trong này tôi có một cái app có 80 quyển sách của thầy Thích Nhất Hạnh. Có cái app hiểu về trái tim của thầy Thích Minh Niệm. Trong cái app đó có bộ hiểu về trái tim, có bộ gì? Bộ làm như chơi. Trong này tôi có một cái thẻ nhớ 32GB hay 16GB tôi chả nhớ của các bạn ở dưới. Tôi ghim vô đây, thế là tôi có 1210 bài, tôi nghe mệt mỏi luôn. Mỗi một ngày tôi nghe một bài là tôi nghe 3 năm rưỡi mới hết. Còn ở dưới còn cái thẻ nhớ 32 hay 16GB nữa là 120 quyển sách phát triển bản thân, phát triển tư duy. 120 quyển ứng với 1600 bài, các bạn nghe gần 5 năm mới hết. Nếu ngày nào cũng nghe ít nhất 1 tiếng rưỡi. Thứ bảy chủ nhật nghe luôn, lễ Tết nghe luôn đấy nhá. Còn thứ bảy chủ nhật đi xả hơi, lễ Tết nghỉ xả hơi thì yên tâm các bạn nghe 8 năm. Các bạn sắm hai cái thẻ này về là yên tâm nghe phát 10 năm luôn, đời tươi chưa? Đấy. Nên các bạn mua hai cái thẻ về ghim vô điện thoại thế là xong. Và hai cái thẻ này là toàn những bậc thầy nhá, bậc thầy hiển trí đấy. Cái thẻ 1210 bài là 10 bậc thầy. Còn những cái tủ sách 120 cuốn thì toàn những sách hay chọn lọc thôi. Và khi các bạn nghe thì lưu ý phải quan sát phân tích đúc kết. Nghe là quan sát thôi, còn phải phân tích đúc kết. Các bạn muốn cái quyển sách đó ngấm vô máu của mình, buộc các bạn phải đúc kết quyển sách đó lại. Không cần các bạn nghe quá nhiều. Nghe vừa phải nhưng nghe một cách sâu sắc, các bạn đúc kết mang vào đời mình. Có được cái điều hay lẽ phải, cố gắng áp dụng nó, được không? Rất tuyệt vời. Các bạn lấy cái đó làm quà cho ba mẹ mình được không? Ở quê người ta buồn, cho người ta nghe. Ba mẹ nghe hết cái loa này đủ 1210 bài. Con dắt ba mẹ đi chơi một chuyến đi du lịch 10 ngày bên Bhutan. Đất nước là hạnh phúc nhất thế giới. 7 ngày ở Singapore, Malaysia, Thái Lan. Đi tour ba nước 7 ngày con sẵn sàng. Ba mẹ về nghe hì hụi hoài, chưa hết một cuốn, chưa hết một cái thẻ nữa. Yên tâm, nghe 3 năm chưa hết đâu. Mà nghe sau 3 năm rồi ba mẹ sẽ không bao giờ đòi đi du lịch nữa. Hay ở chỗ đấy. Không bao giờ đòi đi du lịch nữa. Ba mẹ bảo sao cái thẻ này hay thế, mày kiếm cho tao chục cái tao tặng người thân coi. Chỉ cần nghe được 100 bài thôi là ba mẹ đã điện thoại lên, còn nữa không chuyển xuống tao cho người thân. Và không còn nhu cầu đi du lịch nữa. Các bạn để ý các bậc thánh nhân không đi du lịch.
doanh nhân mới thích đi du nhật du lịch, chứ còn đã bước lên những cái tầng vĩ nhân thánh nhân là không đi du lịch. Khi các bạn đúc kết đủ sâu thì các bạn chỉ cần đi 2-3 quốc gia là các bạn biết được cả thế giới nó vận hành như thế nào. Các bạn bước vào một cánh rừng, các bạn phân tích được cái sự vận hành của cây cối từ hạt mầm nó mọc lên như thế nào, nó trưởng thành thành cây, nó quang hợp như thế nào, nó vận hành như thế nào. Các bạn suy ra cả cánh rừng nó vận hành giống như thế. Việc gì phải đi hết cánh rừng mới hiểu về rừng? Chỉ có cái người nông cạn mới đi hết cánh rừng để hiểu về rừng thôi. Còn cái người sâu sắc là họ tìm sự vận hành của cây cối để suy ra cánh rừng. Các bạn tìm sự vận hành của một vài xã hội đặc trưng nào đó, của một vài con người nó vận hành như nào đó, các bạn có thể suy ra cả loài người nó vận hành như thế được. Thì việc gì lúc này phải đi 150 quốc gia để rồi tự tử như cái ông uống bia với cả Obama, đi gần 200 quốc gia, là đầu bếp nổi tiếng thế giới cho các tổng thống, rồi một ngày đẹp trời tự tử vì ông này không hiểu quy luật vận hành. Đi hàng trăm quốc gia vẫn tự tử như thường. Các bạn có thấy Chúa Giê-xu đi du lịch không? Lật Kinh Thánh nha, chỗ nào Chúa Giê-xu đi du lịch tìm rồi? Chỗ nào Chúa Giê-xu cắt bánh sinh nhật tìm rồi? Không có đâu. Và chỗ nào Chúa Giê-xu là đi hát karaoke tìm rồi? Không có đâu. Vậy mà bây giờ chúng ta cứ lãnh lương là chúng ta cứ đòi đi hưởng thụ. Nhá. Yeah. Các bậc thánh nhân họ không cần cái đó đâu, họ đúc kết được rồi, họ nhận ra chân lý rồi. Mà giáo dục là phải càng sát với chân lý mới là giáo dục, càng xa chân lý là sai giáo dục đấy. Nhân nên lát nữa các bạn xuống dưới mua loa tự trả tiền, mua thẻ nhớ tự trả tiền. Bạn nào về nghe quá 300 bài mà không thấy bổ ích, lên đây tôi trả lại tiền gấp đôi, được không? Nhưng nghe thấy bổ ích nhớ mua thêm về cho những người xung quanh. Còn ngày mai tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng cái loa này để chuyển nghiệp, để chuyển hóa chữ văn và chữ hóa, chuyển hóa đứa con của mình. Đứa con trong bụng là cái loa này nó cũng thay đổi được. Các bạn chuyển hóa một cái miếng đất có vong linh, chuyển hóa được luôn. Các bạn chuyển hóa những cái ông thầy pháp đến dán bùa yểm ở nhà lung tung. Các bạn mua căn nhà mới thấy nó dán lung tung, ngại không dám gỡ đụng chạm, về bật loa lên cứ thế mà gỡ, chả gì, cứ bật cho nó khoảng tháng, sao các bạn muốn gỡ gì gỡ. Trường này ngày xưa tôi cho nghe 3 tháng này, khi về phải sửa sang mất 3 tháng này. Tôi về tôi bật cái loa hai góc, một góc phía đằng trước, góc phía cái miếu đằng sau cho nghe 3 tháng. Dặn anh bảo vệ, việc của anh bật lên cho nghe hết. Lâu lâu xin em cho anh 100.000, anh mua mấy trái cây đặt cho thắp cây nhang, xong chào các cụ, các cụ lại đây ăn thì các cụ nghe, nghe những lời dạy hay của các bậc thầy để được an vui hạnh phúc, thế thôi. Thế là các cụ ngồi các cụ nghe, có hay không không biết, nhưng mà nếu các cụ nghe thì các cụ sẽ được chuyển hóa. Còn cụ nào không thích thì cụ đó bỏ cụ đi, cụ đi thì mình khỏi phải đuổi, khỏi phải đuổi cụ cũng đi, thế là đất mình sạch, rất đơn giản. Các bạn làm một cái thí nghiệm nhân quả này, vì các bạn nói là ông này nói vui chứ không có tin được vì có thấy cụ đâu. Các bạn về kiếm cho tôi một cái cụ thật. Ví dụ các bạn mua cái loa này về bật ở quán nhậu thật. Quán nhậu là người sống hay người chết? Các ông đến đó nhậu nhiều không? Bốn mấy mới đến nhậu là chính. Các bạn cứ vô một cái quán nhậu nào treo lên nóc nhà bật to lên một tí, rồi xem bao nhiêu lâu thì quán nhậu đó nó hết khách. Tức là cái cụ nào đến quán nhậu mà không thích cái loa đó thì tự bỏ mà đi, khỏi phải đuổi. Còn cụ nào mà đến gật gù nghe loa này hay quá là cụ đó đã chuyển biến rồi đấy. Cụ đó dừng tự động nghe một thời gian là đến quán nhậu mà không gọi bia ra nữa, gọi một ít đồ nhắm ra ăn chơi, xong nghe loa gật gù, loa đâu cho tao mua cái, là lúc nó thành bạn tốt chưa? Thành bạn tốt rồi. Các bạn dùng nguyên tắc này, người ta gọi là gì? Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan. Còn các bạn dùng một thầy pháp đến, các bạn yểm bùa một cái nhà nào đó khi các bạn mới đến thấy bất an á, cúng bái lung tung, tôi khẳng định là lấy oán báo oán, oán ấy chập chồng. Có một cái vong linh nào đó trong nhà, các bạn nghi ngờ ở thế nó rợn rợn, mời thầy pháp về cúng kiến, thầy pháp dùng yểm bùa xong rồi thắp nhang thì đuổi nó đi, vậy là oán báo oán. Còn các bạn dùng giáo dục, cái loa chính là sự giáo dục thôi. Cái loa chính là văn tuệ, nhưng nó bật 24/24, thằng nào nghe nhiều thế nó thành tư tuệ.
tiến trình văn tư tu nó bắt đầu nó vận hành, thế là chuyển hóa cái người nghe. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thế là các bạn bật cái loa lên nhẹ nhẹ, thế nó chuyển hóa những người nghe, người đó người sống hay người chết không quan trọng. Khi nó đã chuyển hóa rồi thì các bạn sẽ có những đồng minh tốt bụng. Còn những người nào nghe mà họ cảm thấy nghe này loa này họ không thích thì tự động họ rời nhà họ đi, mình khỏi phải đuổi. Nó rất lịch sự, mời họ ra khỏi nhà rất lịch sự. Đấy. Sau này các bạn muốn đuổi chồng đi cũng thế. Biết chồng mình hay nhậu, cứ mua mấy cái loa này về bật đầu giường là chồng không về ngủ chung với mình đâu. Thế là vô tình mình đuổi ông đi rất dễ đúng không? Đời tươi không? Chỉ toàn mấy chiêu độc nhá. Mấy chiêu này lớp ngoài không có đâu. Rồi bây giờ chỉ tiếp chiêu nữa này, chiêu này hóc hơn này. Có từ nãy có bạn mang bầu đâm ra mình mới bảo thôi dặn anh để anh nói luôn. Cái đứa con mà chui vào trong bụng của các bạn, bên vi diệu pháp nó gọi là một dòng tâm thức. Bên Tây Tạng thì nó hay gọi là thần thức. Còn văn hóa dân gian thì gọi là linh hồn. Vậy nó phải có một cái dòng tâm thức nó chui vào bụng mình thì nó mới vận hành được chứ. Còn nếu không á, nó chỉ là vật chất thôi. Vật chất là cái xác không hồn thôi. Vậy làm thế nào để cái dòng tâm thức đó nó chui vào trong bụng của người mẹ khi người nam và người nữ hợp nhất là một? Khi nào? Nó phải tương thích với cái gì? Nó phải tương thích với tâm thức của hai vợ chồng. Nó phải giống giống nó mới chui vào. Cái thằng thích nhậu nó phải lựa cái quán nhậu nào mà nó phù hợp nó mới chui vào. Quán nhậu cái món nó không thích nó cũng không thèm chui vào. Cái thằng thích nhậu không thể nào chui vào thư viện khi lãnh lương được. Cái thằng thích đọc sách sẽ chui vào thư viện khi lãnh lương, chứ không chui vào quán nhậu. Như vậy tâm anh thích cái gì thì nó sẽ đồng thanh tương ứng với đúng cái món đó. Vậy đứa con cũng thế. Dòng tâm thức nó chui vào bụng ba mẹ của nó khi mà dòng tâm thức của ba mẹ và dòng tâm thức của nó gần trùng với nhau, nó mới tương thích để nó chui vào. Và khoa học gọi đó là gen của cha mẹ, đúng không? Gen phải hao hao chứ đó. Nhưng tuy nhiên có những trường hợp mà nó chẳng giống gì nó vẫn chui vào. Vì tâm thức của nó cực mạnh, nó quyết định tôi phải chui vào là nó chui vào. Nó bất chấp cái người kia thích hay không thích. À, thì cái trường hợp đó ngoại lệ, trường hợp đó rất ít, trường hợp đó nghìn đứa có một thôi. Nhà còn hầu hết nó phải trùng nó mới chui vào. Các bạn, nhóm bạn chơi với nhau cứ để ý, các bạn phải có trùng một vài sở thích mới chơi với nhau. Còn vây nhiều quá không chơi đâu. Vậy các bạn mới nắm được cái nguyên quy luật đó, các bạn về bật cái loa lên. Các bạn bật cái loa lên ở trong phòng để cho cả cái phòng nó nghe cùng với mình. Cầu thang cũng thế, cho nó nghe đều đi. Bật một năm mà các bạn phải nghe nữa nha. Hai vợ chồng cùng nghe, tâm thức của các bạn cùng nhịp với lời dạy của các bậc thầy vĩ đại. Một ngày đẹp trời, khi các bạn quyết định có con, cái dòng tâm thức phải trùng với tâm thức đấy mới chui vào bụng. Còn không, nó không chui vào đâu. Vậy là các bạn chưa giỏi lên được mức 8 điểm, nhưng nhờ dòng tâm thức của các bạn đã được nghe nhiều, nó đẩy lên 8 điểm. Nhưng hành vi thì nó chưa chuyển thành 8 điểm được. Hành vi vẫn là 5, nhưng tâm thức là 8. Thì lúc này dòng tâm thức khác nó chui vào, nó sẽ dao động loanh quanh 8 cộng trừ, đúng không? Vậy vô tình các bạn được đứa con giỏi hơn mình chưa? Cái này gọi là hit hunter, săn đầu người. Chứ không phải là thai giáo nha. Cái này là trước thai giáo nha. Trước thai giáo, săn đầu người. Phù hợp với những đoạn nào còn muốn đẻ. Còn muốn đẻ thì mới chơi chiêu này, còn không muốn đẻ thôi đừng chơi chiêu này. Thế là có cái đứa con nó chui vào bụng, nó giỏi hơn mình rồi. Giỏi hơn, cái dòng tâm thức nó giỏi hơn cả cha mẹ rồi. Sau đó các bạn, trong quá trình thai giáo, các bạn để ý khoa học mới chứng minh được là cho nghe nhạc của Mozart hay Beethoven hay nhạc cổ điển thì con thông minh hơn. Xin thưa, chưa là đinh gì. Trong quá trình thiền định các bạn phải hiểu, nghe nhạc Mozart hay nhạc cổ điển nó chỉ làm cái tiến trình thư giãn của thân tâm thôi. Thư giãn thì nó dẫn đến bình an, bình an thì nó dẫn đến sáng suốt, tức là thông minh hơn. À, như vậy thư giãn nó chỉ là một bước rất nhỏ. Bước rất nhỏ. Còn ở đây các bạn đưa luôn lời của các bậc thầy vĩ đại cho đứa bé nó nghe từ bé luôn. Cho nghe từ bé, tức là giới định tuệ, đạo đức trí tuệ nghị lực, cho nó nạp từ bé tí, từ còn là trứng nhỏ xíu bắt đầu vận hành cho nó nghe luôn. Tâm thức nó vẫn nghe bình thường nha các bạn nha. Sắc uẩn tức là cái thân của nó đang vận hành lớn dần lên, nhưng tâm thức nó vẫn chả thay đổi gì. Thế cho nó nghe, cho nó nghe suốt 9 tháng 10 ngày rồi sinh nó ra.
sinh nó ra lại đến giai đoạn đặt tên con theo giới định tuệ, tạo một dấu ấn nữa. Các bạn để ý tên của những bậc vĩ nhân, tên ai cũng đẹp, tên xấu không thành vĩ nhân được. Trần Hưng Đạo tên đẹp không? Trần Hưng, Trấn Hưng Đạo, đạo lý, hay không? Rồi tên của thầy Minh Niệm này, Thích Minh Niệm. Minh Niệm, minh là trí tuệ, niệm là trong chi phần của chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là chi phần của cái cột, ở đây tôi tạm dịch là cột nghị lực ấy. Nó một trong tám chi phần của bát chánh đạo, nó thuộc giới định tuệ, tên theo giới định tuệ hết, đạo đức trí tuệ nghị lực hết. Thích Viên Minh, thầy Viên Minh là trí tuệ viên mãn. Thích Phước Tiến, tiến là tiến tới, là chánh tinh tấn, là sự nỗ lực. Phước là phước đức, một người có đạo đức tiến tới. Thích Nhật Từ, Nhật là ánh sáng, Từ là từ bi. Ánh sáng là đại diện cho trí tuệ, từ bi chính là đạo đức. Đạo đức và trí tuệ, tên trong Trường Tuệ Đức, trí tuệ và đạo đức. Toàn tên là theo nền tảng của giới định tuệ hết. Lời các bậc thầy dạy cũng là giới định tuệ, tên đặt cũng là giới định tuệ. Tên của ông Hồ nhà mình, bác Hồ nhà mình, có ba giai đoạn, có cái ba tên, cái tên rất lớn. Năm 17 tuổi, bác Hồ đi tìm đường cứu nước. 17 tuổi bác Hồ không biết tiếng tiếng quốc ngữ đâu nhá. Bác Hồ là tiếng Hán Nôm thôi. Nhảy lên một cái tàu Viễn Dương, vượt biên sang Pháp, 3 tháng lênh đênh trên biển. Làm cái nghề gì? Ghi phụ bếp hay là ô xin trên biển? Ô xin, trời ơi, người giúp việc, phụ là người giúp việc. Vậy muốn trở thành một người phụ mà nó không quăng mình xuống biển cho cá mập ăn thì phải đặt một cái tên cho nó đầu gấu một tí, gọi là Nguyễn Tất Thành. Không đi thì thôi, đã đi thì phải thành. Nên sau này các bạn có kinh nghiệm, nếu vượt biên phải đổi tên. Vượt biên phải đổi tên vào cột nghị lực, vì nhờ nghị lực thì mới vượt biên thành công. Nên các bạn yên tâm, năm 1975 là người Việt Nam vượt biên rất nhiều, nhưng chưa hiểu cái nguyên lý đó nên không thành công như bác Hồ. Noi gương bác Hồ mà không hiểu nguyên lý vận hành của giới định tuệ. Đấy. Sau đó bác Hồ sang Pháp một thời gian, gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, viết bài rất là hay. Viết bài hay thì lại đổi tên bài. Đố các bạn biết tên gì? Tên người một lần nữa, đổi tên Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc là cột gì? Cột đạo đức. Nguyễn Tất Thành là cột nghị lực, Nguyễn Ái Quốc là cột đạo đức. Vì nhờ cái chữ đạo đức đó nên nó chạm vào tâm của đồng bào xa xứ, họ mới muốn đọc cái bài báo đó, thì bác mới nổi tiếng chứ. Sau đó một thời gian bác đi sang Trung Quốc, Hồng Kông thì bị bắt tù tội gì đó. Xong tập hợp được đội ngũ, bác lộn về hang Bác Bó, thành lập Việt Minh. Bác đổi tên là gì? Hồ Chí Minh. Mà ngay cái chữ Việt Minh tôi nghe tôi cũng nể nữa. Tôi bảo ông Hồ này ông đặt tên rất giỏi. Việt Minh, tức là khi đã về quốc gia trở thành lãnh tụ rồi thì phải có chữ minh trong đó, là trí tuệ. Chí minh, phải có chí hướng và phải có minh mẫn, sáng suốt. Làm lãnh tụ là chữ minh quan trọng nhất. Là một cái người thu phục lòng người thì chữ đạo đức là quan trọng nhất, tức là ái quốc nếu ở xa xứ. Còn tuổi trẻ phải vượt qua sóng gió thì nghị lực là quan trọng nhất, nên lấy tên là Tất Thành. Nên nó thấy tụ lại cũng là đạo đức, trí tuệ, nghị lực, giới định tuệ. Ba cái tên lớn nhất cuộc đời của bác Hồ đó. Đặt tên theo từng giai đoạn cũng theo giới định tuệ. Nuôi con hít hunter, nó săn nó vào trong bụng mẹ, cũng bằng giới định tuệ, bằng cái loa cho nghe, cho cả cái không gian tâm linh cho nó nghe cùng. Bí mật của nước nó cũng thế thôi. Đặt tên cho con, nuôi nó trong bào thai cũng thế. Và lớn lên thì gửi con vô đâu để có tuệ và có đức? Phải gửi con vào trường tuệ đức, thế thôi. Vậy là săn đầu vào của nó cũng có giới định tuệ, nuôi con trong bào thai cũng có giới định tuệ, đặt tên con cũng theo giới định tuệ, và đẻ nó ra gửi con cũng vào trường có giới định tuệ. Đời nó lớn lên, 24 tuổi nó bước ra khỏi cổng trường đại học, nó giỏi gấp 3 lần các anh chị. Đừng ngạc nhiên sao nó khác mình quá nhé.